chuối inbound rất bài của Hà Nội Color. Bóng đá đi vào cổ để mang về được 81 cho Tân Long Warriors. Lần chuyển bóng đủ tốt của Đà Nẵng Dragons trận đó là cú ném đầy lạnh lùng cho bao giờ dành cho cầu thủ mang áo số 1 của Gaetan Lopez và Gaetan Lopez vươn lên. Thái độ khá khéo, người sở hữu luân bóng rất nhanh khi bóng trở lại về tay của Đức. Đã tấn công rất nhiều vào một chiếc đổ của đội chủ nhà. Đã quay trở lại với giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Giải đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Có thể thấy rằng giai đoạn 2 của VBA 2023 đang chứng kiến rất nhiều cuộc đấu hấp dẫn, cạnh tranh, kịch tính và khó đoán hơn rất nhiều. Và chúng ta có thể thấy rằng ngoài Sài Gòn Heat hiện đang giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, thì chúng ta cũng có thể thấy được Hà Nội Buffalo đang dần vươn lên với vị trí thứ hai, đồng thời đang gia tăng khoảng cách với đội bóng còn lại. Các đội bóng còn lại, trong đó có Nha Trang Dolphins đang giữ vị trí thứ ba, cũng là đối thủ mà họ vừa đánh bại cách đây không lâu. Vị trí thứ tư thuộc về Thăng Long Warriors. Các vị trí còn lại thứ 5, thứ 6, thứ 7 lần lượt thuộc về Cần Thơ Catfish, Hồ Chí Minh City Wings và Đà Nẵng Dragons. Cùng trở lại với cặp đấu tối nay giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Lê Trần Minh Nghĩa, chuyên gia, đồng thời là một trong những thành viên của Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam, để cùng nghe những phân tích chuyên sâu hơn về trận đấu này. Xin chào anh Nghĩa, không biết là trận đấu này anh có chờ đợi màn tỏa sáng của ai không? Và đặc biệt là với các ngoại binh, với sự trở lại của nhạc trưởng Madarius Gibbs thì sao ạ? Trong trận đấu ngày hôm nay thì thực sự chú ý đến cặp đấu của ngoại binh là Jeremy Smith của City Wings và Madarius Gibbs của Nha Trang Dolphins. Thì hai cầu thủ này đều là hai cầu thủ chủ lực của cả hai đội bóng. Ở nhiệm vụ của Jeremy Smith của City Wings thì anh ta đảm nhiệm nhiệm vụ ghi điểm chủ lực với điểm số là 29.3 điểm một trận, đang dẫn đầu giải đấu VBA. Và Madarius Gibbs là một cầu thủ cầm nhịp của Nha Trang Dolphins với cái assist của anh ta là 7.6 assist mỗi trận, cũng dẫn đầu giải đấu của VBA mùa giải năm nay. Và cái field goal của hai cầu thủ đều rất cao, 54.6% field goal của Jeremy Smith và 45.9 field goal của Madarius Gibbs. Thì hôm nay đối trọng của hai cầu thủ này sẽ quyết định đội bóng nào là đội bóng chiến thắng. Vậy thì các vị trí nội binh thì thế nào, anh Nghĩa đánh giá cao những cầu thủ nào ạ? Ở các vị trí còn lại thì đặc biệt năm nay cả City Wings và Nha Trang Dolphins đều có những cầu thủ nội binh thi đấu nổi bật. Ở City Wings thì Trần Văn Trung là cầu thủ thi đấu rất tốt trong khoảng thời gian vừa qua, với 6.1 điểm mỗi trận, số phút thi đấu là 21.4, với field goal rất cao là 40.7 và ném 3 cũng rất tốt là 40%. Và điểm hiệu quả của anh ta cho đội bóng đó là 67. Và bên phía Nha Trang Dolphins thì rookie Nguyễn Hoàng Phúc là cầu thủ tân binh mới tham gia VBA mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên anh ta đã thể hiện anh ta là một cầu thủ rất có tài năng, thông qua và việc anh ta có 5.6 điểm mỗi trận, số phút thi đấu là 19.1 phút, với field goal cũng khá cao đối với cầu thủ nội binh, đó là 37.5% field goal và điểm hiệu quả của anh ta là 57. Nói thêm về cầu thủ Nguyễn Hoàng Phúc này thì ở giai đoạn crunch time của trận đấu trước khi mà Nha Trang Dolphins gặp Cần Thơ Catfish, khi Madarius Gibbs đã bị vắng mặt do lỗi phản thân thể thao khi ném bóng vào Hamilton, thì ở pha bóng cuối cùng thì cầu thủ Nguyễn Hoàng Phúc này đã đột phá cá nhân qua khỏi sự kèm cặp của Michael Soy cũng như Hamilton để mà lên rổ thành công, và đó chính là tiền đề giúp cho Nha Trang Dolphins chiến thắng trận đấu đó. Anh Nghĩa có nhớ rằng là giai đoạn 1 thì Hồ Chí Minh City Wings đã đánh bại Nha Trang Dolphins, vậy thì anh đánh giá như thế nào về cục diện của lần tái đấu này? Trong cái trận đấu đầu tiên khi mà City Wings đánh bại Nha Trang Dolphins thì Nha Trang Dolphins có thể đó là trận đấu đầu tiên của mùa giải nên cái sự gắn kết đội hình của họ chưa thật sự tốt. Tuy nhiên qua tất cả những trận đấu cho đến giai đoạn này thì Nha Trang Dolphins thi đấu tốt dần qua từng ngày. Bằng chứng là họ đang bay cao trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 3
Còn City Wing thì họ đang ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng. Thì như vậy thì với cái thế trận ngày hôm nay thì tôi nghiêng về Nha Trang Dolphin. Tuy nhiên thì hôm nay cũng là sân nhà của City Wing, thì yếu tố sân nhà cũng có thể giúp cho City Wing họ có một trận đấu, thì là một cái trận đấu tốt để mà có thể giành được chiến thắng trong trận ngày hôm nay. Anh Nghĩa nghĩ rằng là cơ hội nào dành cho Hồ Chí Minh City Wings, và họ phải làm gì trước một đối thủ đang rất mạnh như là Nha Trang Dolphins? Trong trận thua trước với Cần Thơ Catfish thì vị trí của trung phong Jeff Gen sắc nhút, thực sự anh ta không thi đấu hiệu quả trong trận đấu ngày hôm đó, và Vincent Nguyễn cũng nguội tay. Tuy nhiên là thì hôm nay để mà giúp City Wings có một trận đấu có kết quả thuận lợi thì Jeff Gen và Vincent cần thể hiện tốt hơn trong việc ghi điểm để chia sẻ gánh nặng cho Jeremy Smith, và đồng thời họ cần có phương án phòng ngự phù hợp để hạn chế những pha phản công nhanh, những pha second chance và khả năng ném xa của các cầu thủ Nha Trang Dolphin. Và các nội binh của City Wing ở trận đấu với Cần Thơ Catfish họ có rất nhiều khoảng trống để thực hiện những quả ném 3 điểm, tuy nhiên cái xác suất rất là thấp, thì họ cần cải thiện điều đó để có thể giúp cho đội bóng mình thi đấu thuận lợi và có thể có được chiến thắng trong ngày hôm nay. Vậy về phía Nha Trang Dolphin thì thế nào khi họ có sự trở lại của đội trưởng Gibbs? Với sự trở lại của Madarius Gibbs thì rõ ràng cái người cầm trịch trận đấu, cái người điều phối nhịp độ của Nha Trang Dolphin thì rõ ràng Nha Trang Dolphin họ hôm nay họ có được và sự quay lại của nhạc trưởng của họ thì họ không ngần ngại để họ triển khai những cái lối chơi tấn công như trước đây của họ, và họ cần tận dụng tối đa lối chơi tấn công nhanh cũng như ném xa nhờ vào sự cơ động của Gibbs, của Dom Thâm và của Samson. Và một trong những điều quan trọng trong phòng ngự là họ phải hạn chế khả năng ghi điểm của cầu thủ chủ lực Jeremy Smith. Và có thể Nha Trang Dolphin có thể cân nhắc được việc quay về để thủ liên phòng, thủ phòng ngự khu vực, bởi vì City Wing hiện nay đang là đội bóng ném xa chưa được tốt. Và các nội binh của Nha Trang Dolphin cần tiếp tục thể hiện phong độ của họ giống như những trận đấu vừa qua. Anh có thể đưa ra một dự đoán nhanh cho hai hiệp đấu đầu tiên của trận đấu này không? Thôi tôi thì kết thúc hai hiệp thi đấu đầu tiên thì tôi nghĩ là tỷ số có thể sẽ cân bằng nhau, chỉ chênh lệch 1 đến 2 điểm. Không biết là City Wing hay là Nha Trang Dolphin, vì có thể là hai hiệp đầu sẽ rất là giằng co, rất là cân bằng giữa hai đội. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu anh Minh Nghĩa có thể có được một dự đoán chính xác tiếp theo hay không. Từ trước đến giờ anh Minh Nghĩa chưa đoán sai một lần nào. Quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức trận đấu này cùng chúng tôi nhé. Mic check, 1, 2, 3. Ngay lúc này, chúng tôi xin mời ra sân đội hình thi đấu của đội Nha Trang Dolphins. Number 0, Hồng Gia Lân. Number 2, Võ Huy Hoàng. Number 3, Madarius Giff. Number 6, Nguyễn Phúc Vinh. Number 10, Phan Nguyên Khải. Number 12, Hứa Kỳ Anh. Number 13, Robert Samson. Number 15, Sơn Minh Tâm. Number 27, Lâm Hoàng Sang. Number 32, Dominic Tâm. Number 77, Nguyễn Hoàng Phúc. Number 84, Huỳnh Vĩnh Quang. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả các bạn hãy cùng chào đón đội hình ra sân của Hồ Chí Minh City Wing. Number 1, Vincent Nguyễn. Number 3, Vũ Đoàn Minh Phương. Number 10, Yivin Sakyu. Number 12, Trương Thái Nam. Number 13, Nguyễn Thanh Phạc. Number 15, Lê Trang Đăng Huân. Number 16, Nguyễn Thanh Tùng. Number 18, Jeremy Smith.
Number 33, Cao Đắc Loan. Number 98, Trần Văn Chu. Xin được giới thiệu huấn luyện viên Eric Scott Olsen, trợ lý huấn luyện viên Trần Lâm Vũ. Xin được giới thiệu tổ trọng tài, ông Dominic Palmer, ông Lê Trường Giang, ông Harry Santos, Commissioner Salvador Cortez Jr. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị hãy cùng đứng dậy, chỉnh đốn y phục để chuẩn bị làm lễ cho cờ. Quốc ca. Two team, please shake hands. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của VBA, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2023 bằng trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Ngày hôm nay thì City Wings ra sân với Vincent Nguyễn, sự trở lại của Vincent trong đội hình xuất phát. Cùng với đó là Sang Nhúc, là Smith, là Anh Khoa và Trung Trần. Họ đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà. Và lúc này thì cũng đang rất cần chiến thắng để níu giữ những hy vọng mong manh giữa tình cảnh có nguy cơ không thể dự được playoff. Với cao thủ Nha Trang Dolphins, họ vừa trải qua mạch 4 trận đấu sân khách liên tiếp và sẽ có thêm một trận đấu ở trên sân khách. Ở 4 trận đấu sân khách gần nhất của mình thì Nha Trang Dolphins thi đấu tương đối tốt, có được 2 trận thắng và để thua 2 trận. Mình cũng cần phải nhắc lại rằng ở trận đấu gần nhất của mình thì Nha Trang Dolphins không có sự phục vụ của Madarius Gibbs, người mà ngày hôm nay đã trở lại, ngôi sao rất quan trọng cho đội hình của Dolphins, hứa hẹn sẽ giúp họ có được một kết quả tích cực khi đến gặp khách của Hồ Chí Minh City Wings. Và chắc chắn là sự trở lại của Gibbs sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho huấn luyện viên Lukic trong một trận đấu mà cao thủ Nha Trang Dolphins cũng khát thắng. Lúc này thì Nha Trang Dolphins đang có thành tích là 7 chiến thắng và 4 trận thua. Thăng Long Warriors ở vị trí thứ tư cũng đang phả hơi nóng phía sau gáy với 7 trận thắng và 5 trận thua. Dolphins cũng đang cần thắng để ấm chỗ trong top 4. Gần như mọi con số thống kê về mặt phong độ cũng đang hoàn toàn nghiêng về phía Nha Trang Dolphins. Tuy nhiên ở cuộc đấu sức gần nhất trong mùa giải, trận đấu duy nhất cho đến thời điểm hiện tại thì cao thủ Hồ Chí Minh City Wings mới là những người có được chiến thắng. Trận đấu vào đầu mùa giải của hai đội, trận đấu diễn ra vào ngày 12 tháng 6 với chiến thắng dành cho Wings. Đó là ngày mà Nha Trang Dolphins chơi trận đầu tiên của mình. Và là ngày mà những Dominic Thâm, Robert Samson hay cả Madarius Gibbs đều không có được tiếng nói chung. Nhưng chắc chắn khi mà đây đã là game đấu thứ 39 của VBA rồi, sự gắn kết giữa Big Three của Dolphins đã được gia tăng rất nhiều. Hãy chờ xem một Dolphins rất khác có viết ra một kịch bản khác trước City Wings hay không. Vâng, chúng ta cùng chờ đợi sự trở lại của Gibbs. Pha dứt điểm thành công đầu tiên dành cho cao thủ Nha Trang Dolphins rất nhanh, Võ Huy Hoàn. Cầu thủ đã không ghi điểm ở game đấu gần nhất của Dolphins, nhưng ngay lập tức thì anh đã mang về điểm số đầu tiên cho đội khách. Và đó là pha kiến tạo của Madarius Gibbs, nhanh chóng khiến chúng ta phải nhắc tên trong ngày tái xuất. Trung Trần ngày hôm nay ra sân với một diện mạo mới, mái tóc dreadlock, nhưng cú ném thì chưa chính xác rồi. Một diện mạo mới của Trung Trần, rất có thể anh đang hy vọng rằng mình sẽ xóa được cái dớp bị phao ảo hai trận đấu gần nhất. Vừa có thêm một pha dứt điểm thành công cho Dolphins, một màn khởi đầu vô cùng tuyệt vời. Và Huỳnh Vĩnh Quang, trận đấu gần nhất của Dolphins
thì Vĩnh Quang cũng không ghi điểm. Cả Vĩnh Quang và Huy Hoàng đều đã có những tình huống tỏa sáng ở đầu trận. Vincent Nguyên có điểm đầu tiên cho Hồ Chí Minh City Wings. Lần này thì Vincent cũng trở lại đội hình xuất phát của City Wings. Đối với Samson, Samson xoay trở không thành công trước tình huống phòng ngự hay của Jeff Sang Nhúc. Bóng trong tay anh hai đại bàng, tiếp tục là Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn và Huỳnh Vĩnh Quang còn rất nhiều thời gian. Sang Nhúc hand off lại cho Vincent và pick and pop, và tiếp tục là Vincent. Không được rồi, anh đã để rơi bóng. Dominic Thâm, rất nhiều khoảng trống. Madarius Gibbs, 3 điểm và chào mừng anh trở lại, Madarius. Nhà Trang Dolphin đang sớm hot hand ở đầu trận. Cú ném 3 của họ liên tục đưa bóng đi đúng địa chỉ. Một màn thi đấu quá tốt dành cho thầy trò huấn luyện viên Predrag Lukic. Jeremy Smith có điểm cho Smith. Smith đã ghi đến 38 điểm ở game đấu gần nhất khi mà Hồ Chí Minh City Wings để thua trước Cần Thơ Catfish. Trận đấu mà anh có kỷ lục số điểm trong mùa giải của cá nhân mình nhưng cũng không đủ giúp cho Wings có được một chiến thắng. Ryder Gibbs, cầu thủ Nha Trang Dolphin. Robert Samson có điểm cho Samson. Và ngay lập tức Samson đã có hành động ăn mừng cũng đầy tính khiêu khích. Điểm về Sang Nhúc, đường truyền cho Vincent. Vẫn là Vincent, khoảng trống thuộc về Jeremy Smith. Tay trái nhưng không qua được Robert Thâm. Smith quyết định thử lại. Smith gặp khó rồi và Smith mất bóng. Mà Darius Gibbs rất nhiều lựa chọn. Gibbs chọn Vĩnh Quang. Vĩnh Quang ném vào. Cú ném chưa tốt của Huỳnh Vĩnh Quang. Một màn trận đấu tốt dành cho Nha Trang Dolphins đến lập khách của Hồ Chí Minh City Wings. Rõ ràng mang đến cơ hội chiến thắng rất cao dành cho cầu thủ Nha Trang Dolphins. Và chắc chắn thì Jeremy Smith cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn khi đối đầu với cầu thủ Nha Trang Dolphins. Jeremy Smith, cầu thủ đang có số điểm trung bình mỗi trận cao nhất tại VBA. Số điểm mỗi trận của Jeremy Smith đang là 29,3. Và với việc Kendrick Buckley vừa trải qua một trận đấu chỉ đánh 14 phút và ghi 13 điểm trước Đà Nẵng Dragons thì lúc này Jeremy Smith đã trở thành cầu thủ dẫn đầu VBA trên hạng mục ghi điểm. Tiếp tục là bóng trong tay của 48 City Wings. Tay trái chưa ngoan như thường lệ nhưng vẫn có rebound. Đến tình huống dính cổ thì không thể khác được, điểm cho Jeremy Smith. Dễ để cao thủ phòng ngự tại VBA có thể ngăn cản được một thủ yếu toàn diện như Smith. Bóng điểm chưa chuẩn xác và tội được phản công dành cho đội chủ nhà. Vincent Nguyễn, trận đấu đầu mùa giải giải đội, trận đấu mà Vincent Nguyễn có nhiều điểm nhất với 22 điểm cho Wings. Để có thể một pha ghi điểm thành công, điểm số quan trọng dành cho cao thủ chủ nhà. Đến là của anh Khoa. Khoa bờ đã tận dụng được khoảng trống mà Vincent Nguyễn tạo ra. Chống trải ở góc 45 độ. Đây sẽ là cơ hội để gỡ hòa. Rất bình tĩnh, trung trần quá bình tĩnh và Sang Nhúc úp đổ. 11 đều. Trận đấu gần nhất của Wings thì Sang Nhúc thi đấu không sự hiệu quả. Tốc độ đang diễn ra rất cao. 16. Đội Mỹ Thâm. Quả bóng đã có lỗi phòng ngự của Jeremy Smith. Với trung phong bên phía đội khách Nha Trang Dolphins, khi mà Dolphins không có sự phục vụ của Gibbs trước Buffaloes thì Thâm cùng với Robert Samson cũng đã thi đấu đầy cố gắng. Thì rõ ràng để thay thế cho vị trí của Gibbs thì không hề dễ dàng với cao thủ còn lại trong đội hình của Dolphins. Sẽ có hai quả ném phạt cho Dominic Thâm. Cơ hội để cho Thâm có điểm số đầu tiên trong trận đấu. Phạt không chuẩn xác. Ở trận đấu gần nhất của Dolphins khi họ để thua trước Buffaloes, Thâm có 22 điểm và 8 pha rebound. Cái điểm cao thứ hai trong đội chỉ sau có Robert Samson. Người có 26 điểm. Đã có điểm số tiếp theo dành cho cao thủ Nha Trang Dolphins.
cao thủ Dolphins là đội ném phạt tệ nhất VBA từ đầu mùa, hiệu suất là 56,7%, trong khi City Wing với 69,6% lại là đội ném phạt tốt nhất giải. Còn chưa kể việc ở trận đấu gần nhất của Wing thì những cú phạt hỏng ăn của Sanyuk đã hạ chỉ số gọ xuống. Rồi tình huống được phá vào trong của Trần Văn Trung. Này thì Trung Trần không xuất hiện với một mái đầu xu nữa. Anh đã tết mái tóc của mình lại để dreadlock gọn gàng hơn. Đứng với Thâm, trả bóng lại cho Huy Hoàn. Tiếp tục là Thâm. Thâm và Sắc Nhúc. Có vẻ Thâm sẽ đánh ISO. Rất mạnh mẽ và lại là lỗi của Diệp Ghe Sắc Nhúc. Sẽ là một ngày chắc chắn là nặng nhọc cho Sắc Nhúc khi mà phải đối đầu với Đông Nguyễn Thâm và đương nhiên là cả với Sam Sơn. Không dễ cho Sắc Nhúc khi phải đối đầu với những trung phong có thể hình cao lớn bên phía đối thủ. Chúng ta cũng thấy được rằng Sắc Nhúc đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Wires. Nếu mà anh phải đối mặt với John Fields, nó sẽ có thêm trận đấu khó khăn dành cho Sắc Nhúc. Nhìn chung những chỉ số trung bình của Sắc Nhúc kể từ khi gia nhập Dolphins, gia nhập Hồ Chí Minh City Wings đang được cải thiện so với khi anh chơi cho Dragons. Vẫn là hiệu suất ném 2 được 1 của Dominic Thâm. Vincent để chuyền nhanh. Đây là anh Khoa, Sắc Nhúc không được rồi. Thêm một tình huống bắt bóng không tốt. Mà Darius Gibbs. Gibbs ném ngay ở góc ưa thích. Bóng lắc ra ngoài. Đáng tiếc cho Gibbs trong pha bóng vừa rồi. Đây là cơ hội dành cho cao thủ chủ nhà đội chủ Trần Văn Trung cho Sắc Nhúc. Điểm số không được tính cho cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Sẽ tiếp tục kiểm soát bóng. Đấy đã có lỗi phòng ngự của cầu thủ bên phía đội khách Nha Trang Dolphins. Đó là lỗi của Thomas Sampson. Hơn nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên, thế trận vẫn đang giằng co, khoảng cách điểm chưa đáng kể, 13-11 cho Dolphins. Sắc Nhúc chưa chính xác của Sắc Nhúc. Bóng trong tay của Thomas Sampson. Huỳnh Vĩnh Quang. Mà Darius Gibbs có yểm trợ từ Thâm. Gibbs đối đầu với Jeremy Smith. Chắc chắn đây là key matchup của ngày hôm nay. Mà Darius Gibbs qua được Smith. Chưa được, không có điểm cho Gibbs. Nhưng vẫn còn cơ hội thứ hai. Huỳnh Vĩnh Quang. Robert Sampson tay trái. Cũng không có điểm cho Sampson. Hội phản công cho Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith. Chỉ dùng đưa bóng rất nhanh cho Trần Văn Trung. Chưa mang lại điểm số của các cầu thủ chủ nhà. Trận đấu diễn ra với tốc độ cao và chất lượng cũng ấn tượng. Hai bên đều chơi rất nhanh và quyết liệt. Vẫn sẽ có 15 giây cho đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Inbound là Vision. Bóng trong tay Sắc Nhúc. Đem ghé Sắc Nhúc đột phá. Lên rổ ngược không thành công nhưng có rebound tấn công và hai điểm được ghi từ Jeremy Smith. 13 đều. Smith vẫn rất hiệu quả như thường lệ. Điểm số thứ 6 của anh từ đầu trận. Và tội đến với cao thủ chủ nhà Trần Văn Trung. Tình huống đã có lỗi phòng ngự của cao thủ Nha Trang Dolphins. Quả bóng vừa rồi. Đó sẽ là những cơ hội ném phạt cho Trần Văn Trung. Trước đó thì anh đã cướp bóng ngay trong tay của Vĩnh Quang. Bên cạnh các ngoại binh thì Trần Văn Trung cũng cần phải có những bản thiện tốt ở giai đoạn mà Hồ Chí Minh City Wings cũng đang gặp khó khăn về mặt nhân sự. Phạm Hiền Tài tiếp tục có thêm một game đấu phải vắng mặt sau khi bị đặt cổ chân và ngồi ngoài hai game đấu gần nhất. Cú đá phạt không thành công của Trung Trần trong thất bại 8-9-9-5 trước Catfish thì Hồ Chí Minh City Wings ném phạt với hiệu suất là 11-22, hiệu suất chỉ 50%. Họ ném hỏng 11 quả và riêng Sắc Nhúc là hỏng 10 quả. Quyền của Gibbs. Sơn Minh Tâm, đội bóng không thực sự có lợi cho đồng đội. Vẫn còn cơ hội cho Nha Trang Dolphins. Minh Tâm rất mạnh mẽ, đã có lỗi phòng ngự của Hồ Chí Minh City Wings. Anh Khoa là người bị thổi phạt.
Nếu như vừa rồi là Sang Nhúc thì sẽ khá rắc rối khi Sang Nhúc cũng đã mắc một lỗi. Đồng Ninh Thầm là người đã có tới 3 foul, 3 lần khiến cho cao thủ City Wing phải phạm lỗi trong hiệp 1. Và đây cũng sẽ là những quả ném phạt thứ 5 và thứ 6 của anh, dù đây mới là quãng thời gian ở hiệp đầu tiên. Thầm đã có được 2 điểm từ đầu trận, ném phạt 50%. Đây là cái điểm chuẩn xác của Thầm. Điểm số tiếp theo, khoảng cách điểm rất xích sao ở trong hiệp đấu đầu tiên. Sự cân bằng đang được thể hiện rõ ràng. Hồ Chí Minh City Wings rất khát khao có một chiến thắng ở trên sân nhà của mình, chiến thắng đầu tiên trên sân nhà trong mùa giải, cho dù việc hướng tới một tấm vé dự playoffs mùa giải kế tiếp không hề dễ dàng dành cho thầy trò như Eric Olsen, giống như những gì họ có được tại VBA 2022. Phát biểu mới đây thì Vincent cũng đã thừa nhận là tình hình đang rất khó khăn, nhưng anh và các đồng đội sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng. Còn nước còn tát. Jeremy Smith quyết định đánh ISO. Pha phòng ngự tốt của Madarion Kidd. Rebound thuộc về Samson. Samson dẫn bóng lên. Làm gì đây? Đường truyền cho Kidd. Khoảng trống thuộc về Sơn Minh Tâm. Samson và bù lật rất hay, cú ném 3 của Robert Samson điểm trợ cho Sơn Minh Tâm và sau đó tách ra cánh. Cú ném quá tốt của Samson, cánh tay trái sở trường. Có 5 quả 3 điểm thành công ở trận thua của Dolphins trước Buffalo gần nhất. Trần Văn Trung, Jeremy Smith thường xuyên đối đầu với Madarius Gibbs. Vincent Nguyễn, tình huống phòng ngự quá tốt của cao thủ nhà trắng Dolphins. Lốc cực đẹp của Phúc Minh nhưng vẫn còn cơ hội. Shot clock violation. Đã hết 24 giây tấn công. Và phòng ngự chắc chắn sẽ khởi động tinh thần của Dolphins từ Phúc Minh. Còn cái điểm đang dần được tạo ra bởi thầy trò huấn luyện viên Jack Lukic. Còn cách 4 điểm. Vẫn còn 2 phút rưỡi cho hiệp đấu đầu tiên. Đó là Rod Gibbs. Một Samson, bóng chưa đi vào rổ. Vẫn còn cơ hội cho Dolphins. Tình huống có thấy sự mạnh mẽ đến từ Đôm Thầm. Và sau khi khiến cho Trung Trần mắc lỗi điểm thì Dominic Thầm cũng được phép flexing. Rất ngầu. Và đúng là khi bạn thắng thì bạn làm gì cũng đúng. Trung Trần gặp phải Dominic Thầm trong pha bóng ở dưới rổ vừa rồi thì đúng là rất khó. 3-point play cho Thầm. Đấu đang khởi đầu rất lạc quan cho Dominic Thầm. Trung Trần điểm trợ, Jeremy Smith quyết định đổ sang trái. Vẫn là Smith, điểm cho Smith. Và isolation và dứt điểm rất uyển chuyển ở cận rổ như vậy đã trở thành thương hiệu của Smith ở VBA năm nay. Ném thiếu tay, có lỗi của cao thủ của Chung City Wings. Vừa rồi thì Sắc Nhúc không có mặt ở trong paint và City Wings không thể kiểm soát được Robert Samson. Jeremy Smith hay Bùi Anh Khoa rất khó để có thể tranh rebound với số 13 của Dolphins. 1-16 cho nhà trang Dolphins. Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang phụ thuộc rất nhiều ở những pha ghi điểm đến từ Jeremy Smith. Và khó để cho họ tạo ra đối trọng với một đội bóng thi đấu đồng đều và đa dạng, có nhiều vị trí có thể ghi điểm tốt như cao thủ nhà trang Dolphins. Và không chuẩn xác của Robert Samson. Trong tay của Jeremy Smith đang liên tục có yểm trợ từ Sang Nhúc. Smith và Thầm biết làm gì. Step back ném trung bình. Thầm phòng ngự rất hay, kéo ra cánh nhưng Smith cũng không thể bắt nạt được anh. Và Darius Gibbs, vẫn là Gibbs lên rổ không thành công nhưng có Thầm. Thầm cũng không thể tiếp in, vì vậy thì mất bóng rồi. Và Dominic Thầm pha úp cổ của số 32. Tình huống mà chúng ta tưởng rằng Hồ Chí Minh City Wings sẽ có cơ hội để phản công.
Cầu thủ Nha Trang Dolphins đang có phần thi đấu nhỉnh hơn so với đội chủ nhà. Vincent Nguyễn, Nguyễn Thanh Tùng, Jeremy Smith. Đấu đang dần trôi về những diễn biến cuối của hiệp 1. Chưa có điểm cho Xà Nhược rất khó khăn. Đội bóng đã có lỗi phòng ngự. Phòng ngự của Phúc Vinh, đúng như vậy. Ở trận đấu gần nhất thì Phúc Vinh đã có được 9 điểm cho đội bóng của mình. Trong ngày mà Gibbs không ra sân trước Buffalo thì Phúc Vinh có 9 điểm, còn Hoàng Phúc có 10 điểm. Xà Nhục phạt 6 trên 16 ở trận đấu gần nhất của mình. Và rằng hôm nay cầu thủ số 10 có thể thay đổi, mang về những điểm số quan trọng cho Hồ Chí Minh City Wings. Rõ ràng là những cú ném phạt hỏng ăn của Xà Nhục ở trận trước là nguyên nhân lớn khiến cho City Wings nhận thất bại cay đắng trước Kenfield trên sân nhà. Để tấn công cho cao thủ Nha Trang Dolphins, và là được Gibbs đối đầu với Thanh Tùng, vẫn là Gibbs. Rất thuận lợi dành cho Hoàng Phúc, chưa có điểm. Để phản công cho Chủ tịch City Wings, nhưng để mất bóng rồi. Một Vích Thâm, Gibbs vẫn chưa có điểm. Rồi đã có lỗi phòng ngự đến từ cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Thâm vẫn quá uy lực và dũng mãnh ở dưới rổ, hoàn toàn áp đảo trước các cầu thủ hàng trong của Hồ Chí Minh City Wings. Những pha tranh chấp như vậy, còn có một đối trọng với Thâm bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Cơ hội để cho Thâm có điểm số tiếp theo. Phạt không chuẩn xác trong góc máy trước đó ở khu vực offside. Chúng ta thấy có sự xuất hiện của MC VJ, nhà biên kịch và cả tác giả Thùy Minh, một người nổi tiếng với lối dẫn chuyện rất nhẹ nhàng và sâu sắc. Còn đối với Thâm thì đang hủy diệt khu vực dưới pen của Hồ Chí Minh City Wings theo một phong cách hoàn toàn trái ngược. Vâng, điểm số thứ 11 của Thâm rồi. Giây cuối cùng của hiệp 1, Xà Nhục đưa bóng cho Smith. Smith vẫn thi đấu tốt, đó là không đủ. Xà Nhục đối đầu với Thầm rất khó, nhưng có tình huống đưa bóng tốt và có điểm cho đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Điểm số được ghi từ Vũ Đoàn Minh Phương. Vũ Đoàn Minh Phương, 5 giây. Dominic Thầm, vẫn là Thầm, đường truyền cho Phúc Vinh. Phúc Vinh ném, nhưng không có cú buzzer beater cho Dolphins. Hiệp đấu rất hay và khép lại với lợi thế là 4 điểm cho những Big City Boys. Khoảng cách 4 điểm. Một đấu quá tệ của Hồ Chí Minh City Wings. Và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng ở những diễn biến hấp dẫn trong hiệp đấu thứ hai. Dù sao đây là một trận đấu mà các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings được chơi ở trên sân nhà của mình. Và đó không phải một khởi đầu quá tệ dành cho thầy trò bên Eric Olsen.
sẽ trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. 8 điểm là những gì mà Jeremy Smith đã có. Như thường lệ thì anh vẫn là cây ghi điểm chủ lực của Wings, cũng gần một nửa số điểm cả đội. Lúc này thì anh Hai Đại Bàng đang bị Dolphins dẫn trước 4 điểm. Jeremy Smith được chuyền ra, nhập kèm sang nhúc ở trong khu vực cận rổ, rất tốt, xoay người thả bóng và khiến cho Dominic Thầm không kịp trở tay. 22-24. Rồi điểm số thứ 6 của sang nhúc là đất Gibbs. Đó là Gibbs đối đầu với Thanh Tùng, chuyển ra góc không độ, có điểm cho Huỳnh Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đang rất hiệu quả những tình huống dứt điểm từ xa. Và back and shoot quá ngọt của Vĩnh Quang. Rồi Mace Smith có rất nhiều tình huống phải đối đầu với Gibbs. Đó là điểm chuyền tốt của Smith, có điểm cho Hồ Chí Minh City Wings đến từ phía đội chủ nhà. Thắng điểm rất hay của số 15, đó là Lê Trần Đăng Quỳnh. Của Sáng Sơn, Sáng Sơn chưa thành công nhưng vẫn có Thâm và end one. Dominic Thâm vẫn đang cày nát khu vực dưới rổ của Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu mà chắc chắn Thâm sẽ có rất nhiều lỗi điểm. Trong hiệp 1 thì Thâm đã có tới 5 lần bị các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings phạm lỗi. Và bây giờ là pha bóng thứ 6 của anh. Trận đấu cũng sẽ dễ thở hơn cho Thâm trong ngày mà Nha Trang Dolphins có sự trở lại của Gibbs. Anh cũng có được một người đồng đội có thể tung ra cho mình những tình huống kiến tạo thuận lợi. Jeremy Smith, Đoàn Minh Phương chuyển tốt cho Sa Nhúc, nhưng Sa Nhúc phải đối đầu với Thâm. Cùng chờ xem, có điểm cho Sa Nhúc, một pha khí tốt đến từ trung phong bên phía đội chủ nhà. Sa Nhúc đã bắt đầu thực hiện những cú thả hút sốt, bắt bài tuyệt hay từ Sa Nhúc, vẫn là Sa Nhúc. Nhưng vừa rồi thì anh không chuyển, cơ hội phản công ngon ăn. 4-2 của City Wings trôi qua. Nhúc đã có vẻ như thay đổi cách tấn công, anh không cố gắng phô sắp vào quá sâu nữa mà thực hiện nhiều cú thả bóng từ tầm xa. Thì mà rõ ràng phô sắp trước Dominic Thâm là câu chuyện không hề đơn giản. Jason Nguyễn, Sa Nhúc rất sát với Sa Nhúc, quả bóng đã có lỗi của Thâm. Cá nhân thứ hai từ đầu trận của Thâm. Trong mùa giải gần nhất thì Sang Nhúc thi đấu ở giải đấu hạng 3 của Tây Ban Nha, giải hạng 2 Tây Ban Nha. Tiếp tục là Sang Nhúc được chuyền ra, có khoảng trống, nhưng cú ném lần này thì không mang về 3 điểm. Vẫn có cơ hội thứ hai. Hồ Chí Minh City Wings đang chơi rất tốt ở hiệp 2 với ngòi nổ mang tên Sang Nhúc. Vậy chúng ta thấy một tỷ số rất khác ở trong hiệp đấu thứ hai. Trận đi vào cũng rất ấn tượng. Ghi những điểm số cho cao thủ bên phía chủ nhà Huỳnh Vĩnh Quang. Chuyền cho Thâm, đó là Thâm, hai điểm rất dễ dàng cho cầu thủ bên phía Nha Trang Dolphins. Pha bóng mà Sang Nhúc bị kéo ra cánh và ở phía trong thì không có ai quán xuyến nổi Dominic Thâm cả. Jason Nguyễn, trận đấu đang diễn ra cực hay, hai bên đều có rất nhiều động lực để quyết tâm cho ngày hôm nay. Với City Wings là việc cố gắng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, nuôi dưỡng những hy vọng mong manh vẫn có thể giữ playoff. Còn với Nha Trang Dolphins thì họ cũng phải thắng để cố gắng giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng hiện tại. Trọng tài đã thổi lỗi của Dominic Thâm. Cao thủ Hồ Chí Minh City Wings, chuyền tốt của Sa Nhúc và hai điểm cho Vincent Nguyễn. Điểm số thứ tư của Vincent Nguyễn từ đầu trận. Trọng tài thi đấu của Hồ Chí Minh City Wings đang được thể hiện rất tốt ở trong hiệp đấu thứ hai. Và đặc biệt những điểm số đến từ Sa Nhúc
Nhà Trang Dolphins phải gọi hội ý. Sa Nhúc đang thi đấu quá hay ở hiệp này. Anh ghi điểm, anh phòng ngự, anh cướp bóng, anh kiến tạo. Sa Nhúc cũng đang là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Hồ Chí Minh City Wings từ đầu trận với 10 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Jeremy Smith. Rõ ràng là Hồ Chí Minh City Wings là một đối thủ không hề dễ nhằn chút nào. Một trong những đội mà cá nhân tôi đánh giá là vị trí cũng như thành tích trên bảng xếp hạng của họ đang không tương xứng với thực lực. Rất nhiều trận thua đen đủi hay có những trận đấu mà City Wings để mất người, thiếu vắng nhân sự rất đáng tiếc. Và cũng phải nói rằng mùa giải hôm nay sức cạnh tranh ở VBA là rất cao, khiến cho một đội bóng tốt như City Wings này vẫn có nguy cơ là sẽ phải mua TV để xem playoff. Nguy cơ không hề nhỏ dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng mọi thứ có thể sẽ thay đổi, như hôm nay họ có được một chiến thắng trước nhà Trang Dolphins. Chiến thắng sẽ giúp cho tinh thần của họ được cải thiện rất nhiều. Vẫn còn những trận đấu ở phía trước trong mùa giải chính của VBA. Sa Nhúc đang có một ngày thi đấu tốt, đặc biệt với những gì mà anh thể hiện ở trong hiệp đấu thứ hai. Đình Vĩnh Quang, Vĩnh Quang gặp khó rồi. Và Vĩnh Quang đã để mất bóng. Pha bắt cháp thành công của Hồ Chí Minh City Wings. Khi mà Sa Nhúc thi đấu tốt thì mọi thứ cũng được thay đổi với Hồ Chí Minh City Wings. Nó không còn quá lệ thuộc ở Jeremy Smith. Huy Hoàn vào sân thay cho Vĩnh Quang. Trung Trần, Nguyễn Anh Khoa, bóng cho Jeremy Smith. Cú ném ba và ba điểm nữa từ Jeremy Smith. Hồ Chí Minh City Wings vượt lên, còn Smith thì khiêu vũ ngay trước dàn bench của Nha Trang Dolphins. Đó là điểm đầu tiên trong trận của Jeremy Smith. Hoàng Phúc cũng đưa bóng cho Gibbs. Gibbs cần phải tỏa sáng ở những tình huống như vậy. Vẫn là Gibbs, rất hay, vẫn là Gibbs. Chưa có điểm và thế vô vi bao cho Sa Nhúc, rồi phản công cho đội chủ nhà. Jeremy Smith, trận đấu đang được cải thiện với Hồ Chí Minh City Wings. Họ cũng đang có lợi thế dẫn điểm. Vincent Nguyễn đưa bóng cho Sa Nhúc, rất thuận lợi dành cho Trần Văn Trung. Có khoảng trống, chưa có điểm và một pha cắt in thành công là điểm theo cho đội chủ nhà, thậm chí là thêm cả end one. Đúng như vậy, Trần Văn Sa Nhúc đang làm cho các khán giả ở nhà thi đấu Hồ Xuân Hương thực sự vô cùng phấn khích. Lối đánh rất thông minh. Trần Văn Sa Nhúc là một mẫu ngoại binh đúng thật là chưa từng xuất hiện trong lịch sử VBA. Không sử dụng nhiều kỹ năng hay chơi bằng cơ bắp, mà sử dụng tư duy, khả năng phối hợp và ý chí đóng cửa tuyệt vời của mình. Hoàng Phúc được truyền cho Phúc Vinh. Phúc Vinh đột phá. Phúc Vinh chưa thể mang về điểm và lại là Sa Nhúc có bóng. Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn đang chờ đồng đội, giữ bóng rất tốt, vẫn là Vincent Trung Trần. Đây là Sa Nhúc, chắc chắn Sa Nhúc chưa ném, vẫn còn rất nhiều thời gian. Vincent. Vincent đã phạm luật chạy nước để mất bóng đáng tiếc. Đáng tiếc cho Hồ Chí Minh City Wings không thể tận dụng thành công cơ hội vừa rồi để có thêm điểm. Anh đang có được lợi thế cả về mặt điểm số và mặt tinh thần, cách 4 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Darius Gibbs chuyển ra góc không độ, những điểm chưa chuẩn xác và thêm một rebound vào cho Sa Nhúc. Thêm rất nhiều điểm và rebound vào cho Sa Nhúc ở trong hiệp đấu thứ hai. Trần Văn Trung đưa bóng cho Vincent Nguyễn. Jeremy Smith những điểm của Smith, chưa có điểm và thêm một pháo trận thành công đến từ Sa Nhúc. Sa Nhúc có mặt ở khắp nơi, liên tục là những tình huống xuất hiện đúng lúc đúng chỗ và làm đúng những gì cần làm. Chúng ta biết khẳng định hiệp hai hiệp đấu hay nhất của Sa Nhúc kể từ khi anh gia nhập Hồ Chí Minh City Wings. Đội khi vừa có một điểm số quan trọng với pha lên cổ tay trái của Huy Hoàn. Jeremy Smith chỉ điều hàng hướng về phía Sa Nhúc, không thành công của Smith và phản công nhanh cho đội khách. Võ Huy Hoàn
chưa thành công. Tốc độ của Jeremy Smith là rất ấn tượng. Rút về phòng ngự rất nhanh. Và cơ hội open layup vừa rồi của Huy Hoàn. Cái pump fake của Huy Hoàn không lừa được Smith. Thậm chí là bóng dành cho City Wings. Trần Sang Dũng lại xin bóng. Tôi làm gì đây? Hãy chờ Sang Dũng. Sang Dũng một cú xoay người lấy đi cổ chân của Robert Sanson. Rõ ràng cao thủ chính mình City Wings đang chơi hay và họ cũng tận dụng tốt việc công tâm bên phía những trang Dolphins đã mắc phải kho treble với ba lỗi cá nhân. Thứ đang khó khăn hơn cho nhà trang Dolphins. Vincent Nguyễn của Sang Dũng đang tăng cái phi mã. Lại là Sang Dũng. Điều chuyển cho Vincent. Vincent cũng muốn tham gia vào bữa tiệc. Ba chưa thành công. Hoàng Phúc. Chiến thắng ứng cử viên cho danh hiệu Tân Bình Thành nhất mùa giải. Thì đã thấy ạ. Có khoảng trống cho Phúc Bình và Robert Samson. Và không chuẩn xác của Samson. Thêm một cơ hội dành cho đội khách. Vẫn chưa đi vào rồi. Cả nhúc. Chị Quỳnh đang cực kỳ hứng phấn. Còn Dolphins lại bị nguội. Trần Văn Trúc. Và phạm vật chạy nước của Trung Trần. Đồng Linh Thầm ba lỗi đang là bước ngoặt lớn cho trận đấu này. Trận đấu mà trong hiệp đấu đầu tiên thì Thầm hoàn toàn áp đảo trước Sa Nhúc. Nhưng trong hiệp đấu thứ hai khi mắc phải foul trouble và Thầm ra ngoài thì cao thủ Dolphins đã không có được những giải pháp để ngăn cản được Sa Nhúc. Người cho tới điểm hiện tại đã có được 16 điểm và 9 foul rebound. Gần đạt được double-double rồi ngay trong hiệp đấu thứ hai. Và gần một nửa trong số đó là những rebound tấn công. Có tới 4 offensive rebound của Nhật Sa Nhúc. Đặt rồi đối với Nhật Sa Nhúc. Và với ba lỗi thì chắc chắn là Đồng Minh Thầm chưa thể sớm trở lại. Nếu có đánh tiếp thì cũng phải rất dè chừng. Đây rõ ràng là một trận đấu không còn gì để mất với Hồ Chí Minh City Wings nữa rồi. Họ mới chỉ có được 3 trận thắng từ đầu mùa sau 11 trận. 3 trận thắng nhưng trong đó có trận thắng trước chính cao thủ Nha Trang Dolphins. Trận đấu mà đó thì Jeremy Smith có được 30 điểm và 10 foul rebound. Ngoại binh còn lại của cao thủ Hồ Chí Minh City Wings, Amir Williams, cũng đã có một trận đấu hay. Robert Samson cần phải thể hiện nhiều hơn. Cả Malachi Gibbs cũng vậy, trong bối cảnh mà Nick Thầm đang bị foul trouble. Trận đấu thực sự rất nóng, rất căng, rất căng thẳng. Trong tay Malachi Gibbs 3 phút đầu hiệp 2 có được trợ lực công tâm của Samson. Samson đột phá chưa có điểm, nhưng đội thứ hai thì đã ok rồi. Có điểm cho Robert Samson. Đó mới chỉ điểm số thứ 7 của Samson đầu trận mà thôi. Còn Gibbs thì chỉ mới có 3 điểm bằng đúng với số áo của anh. Màn trở lại chưa thực sự suôn sẻ dành cho Gibbs. Và cái điểm từ xa chuẩn xác thêm 3 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Ăn mừng tại nhà thi đấu của Hồ Chí Minh City Wings. Mình đang có một hiệp đấu quá thăng hoa. Gibbs lắc sang trái. Một cách và dứt điểm rất hay nhưng không có end one. Hai quả bóng phạt cho Madarius Gibbs. Gibbs khởi đầu trận đấu bằng một cú ném 3 thành công. Rồi từ đó đến nay thì phiên môn của anh đang thành 1-7. Nha Trang Điện Phim ném thành công cả 3 cú ném 3 đầu tiên. Nhưng trong 14 cú ném 3 gần nhất thì họ chỉ ném được 2 lần. Bên cạnh 3 điểm thì Gibbs cũng mới chỉ có 3 kiến tạo mà thôi. Nó không phải một con số tốt với một cầu thủ mà chúng ta vẫn biết đến như Gibbs, một chuyên gia kiến tạo tại VBA. Khoảng thời gian mà Wings cần, cao thủ Dolphins cần phải có được những điểm số để thu hẹp cách biệt với đội chủ nhà trước khi bước vào giờ nghỉ sau hiệp đấu thứ hai. Phản công chuẩn xác của Gibbs với phản công cho Wings. Robert Smith rất nhanh
Là Smith. Bùi Anh Khoa. Đó là cơ hội cho Chelsea City Wings. Vincent Nguyễn có cơ hội. Và hai điểm tiếp theo cho Vincent Nguyễn. Vũ Đàng có một trận đấu rất hay. Và phẩy quầy rất đẹp của Vincent. Và điểm số thứ 9 của Vincent Nguyễn trong trận. Đối đầu mùa thì anh có đến 22 điểm khi đối đầu với Nha Trang Dolphins. Và được Gibbs có điểm cho Gibbs. Một tình huống rất quan trọng của Gibbs với Dolphins. Lúc này thì phía City Queen cũng đang cân sát nút ở ngoài sân. Để họ được dành thể lực cho sát nút. Đối với Thâm vẫn ở ngoài thì sát nút sẽ có những phút sạc pin. Và mất thăng bằng của Vincent Nguyễn. City Wings đang outscore Nha Trang Dolphin 10 điểm hiện nay. Dolphin mới chỉ có 15 điểm trong hiệp đấu thứ hai. Còn City Wings thì đã có 25 điểm. Việc Thầm gặp foul trouble đã khiến cho Dolphin gặp nhiều khó khăn. Chắc chắn là đối với Thầm cũng đang rất sốt ruột. Quan trọng là anh cũng sẽ phải cố gắng giữ được cái đầu lạnh. Trong trận đấu gần nhất với Hamilton thì Thầm đã có những người quan trọng lại với Trang Hoa Đình. Nhìn ném ngay, vẫn chưa tìm được chiếc bóng. Vinh Quang có khoảng trống. Vinh Quang ném cũng không thành công. Đây là cơ hội cho cao thủ Chiến binh City Wings. Vẫn cười đưa bóng cho Vincent Nguyễn. Sanyuk đã trở lại sân. Là Sanyuk. Trần Văn Trung có khoảng trống để dứt điểm, không thành công. Vẫn là cơ hội tiếp theo dành cho Chiến binh City Wings. Có hai điểm tiếp theo cho Sài Nhất, điểm số thứ 18 của Sài Nhất rồi. Không có Thâm thì rõ ràng là City Wings đã thoải mái hơn rất nhiều ở mặt trận đi vào. Khoảng trống ở góc cấp độ, Huỳnh Minh Quang bóng lại lắc ra ngoài. Và lại là cơ hội cho Wings, Vincent Stimu tuyệt vời, phản công quá nhanh, trung trần trả lại Jeremy Smith. Đây là Sang Giúp, không có N1. City Wings đang chơi rất may. Anh hai đại bàng đang tung đôi cánh của mình phía hai. Bên kỳ được san sẻ trách nhiệm ghi điểm bởi các đồng đội cũng đang có một tinh thần hết sức thoải mái. Số trận đấu trước thì anh phải đánh bóng rổ đơn nam, còn ngày hôm nay thì rõ ràng là khi có bạn có bè thì vui hơn hẳn. Hơn 30 giây cho thời gian hiệp đấu thứ hai. Cơ tiếp theo dành cho Sanyuk. Chuẩn xác. Điểm số thứ 19 của Sanyuk. Sanyuk đã có được double. Anh cũng đã có được 10 foul rebound rồi. Gần như tất cả những rebound và điểm số của Sanyuk đều đến trong hiệp đấu thứ hai. Double team với Madarius Gibbs. Bóng vẫn còn trong tay các cầu thủ Dolphins. Có thể ném Sơn Minh Tâm. Cuối cùng thì Dolphins đã ném thành công. Cú ném rất quan trọng của Sơn Minh Tâm ở những giây cuối hiệp 2. Bây giờ sẽ là đợt tấn công cuối trong hiệp này. 6 giây. Jeremy Smith. Vẫn là Smith. Smith tiến vào Hero Step không được rồi. Nhưng có Sang Giúp. Và chúng ta chờ xem. Có vẻ như điểm được tính cho Jeffrey Sang Giúp rồi. Chắc chắn là các trọng tài sẽ cần xem lại tình huống review. Như điểm số được tính thì Sanyuk sẽ có được 23 điểm. Chính xác là 21 điểm sau hiệp đấu thứ hai. Chúng ta vẫn phải chờ đợi quyết định cuối cùng đến từ trọng tài. Có vẻ như tình huống chạm bóng của Sanyuk đến trước khi thời gian của hiệp 2 chính thức khép lại. Một hiệp đấu quá bùng nổ của Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu mà Sanyuk có nhiều điểm nhất cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings thì anh cũng chỉ có 22 điểm mà thôi. Giờ đây thì anh đang đứng trước cơ hội có được 21 điểm rồi. Trọng tài Santos và trọng tài Poma vẫn đang xem lại rất kỹ.
trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao thì các cầu thủ vẫn sẽ trải qua những giây phút rất hồi hộp. Rõ ràng hai điểm ở thời điểm khép lại hiệp đấu thứ hai thì rất quan trọng và rất nhạy cảm, quyết định việc xem Hồ Chí Minh City Wings sẽ dẫn trước 6 điểm hay dẫn trước 8 điểm khi khép lại hiệp đấu thứ hai. Và nếu như có điểm thì các cầu thủ cũng sẽ được bước vào giờ nghỉ giải lao với tâm trạng cũng như khí thế phấn khởi hơn. Đúng vậy. Nhất là những điểm số ở tích tắc cuối cùng như thế này. Như vậy là không có điểm cho Jeffgen Sagnyuk. Announcer cũng đã thông báo quyết định của tổ trọng tài. Không có hai điểm cho Jeffgen Sagnyuk. Đó vẫn là một hiệp đấu xuất sắc của City Wings. Họ đang dẫn trước 6 điểm. Và xin mời quý vị khán giả cùng nghỉ ngơi trong giây lát và đến với phần bình luận giữa trận của chúng tôi.
hãy cùng tôi đến với những phân tích chuyên sâu cùng với anh Lê Trần Minh Nghĩa. Anh Minh Nghĩa này, có vẻ như là mọi dự đoán của anh cho tới thời điểm hiện tại cũng chưa đi chệch hướng quá xa đúng không ạ? Anh nhận xét như thế nào về hai hiệp thi đấu đầu tiên giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins? Thật sự là hai hiệp thi đấu đầu tiên là một trận đấu tranh tài rất là cân sức giữa cả hai đội. Nha Trang Dolphins nóng tay rất sớm với 3 quả 3 điểm đầu trận đấu. Tuy nhiên sau đó Hồ Chí Minh City Wings cũng bắt đầu quay trở lại trận đấu ngay từ rất sớm. Cả hai đội đều bắt nhịp rất sớm, và hôm nay đặc biệt là City Wings họ thi đấu trên sân nhà và lần đầu tiên tôi thấy được cái năng lượng của họ từ lợi thế sân nhà. Các cầu thủ thi đấu rất là tập trung, và một cái điểm đặc biệt là hôm nay Yevgeny Samyuk đã thực sự quay trở lại là chính anh ta. Anh ta đã lột xác hoàn toàn, trở thành một cầu thủ rất là lợi hại trong hai hiệp đấu đầu tiên. Còn bên kia chiến tuyến thì Dominic Thum là một cái tên luôn luôn phải nhắc đến, bởi vì anh ta rất là khỏe ở trong khu vực hình chữ nhật, và anh ta luôn tranh chấp ở những điểm nóng, rebound và cũng như là ghi điểm second chance cho Nha Trang Dolphins. Và đặc biệt là ở City Wings, ở hai hiệp thi đấu đầu tiên thì tôi quan sát rằng họ rất linh hoạt để chuyển đổi các hệ thống phòng thủ. Từ phòng thủ 1-1 họ chuyển đổi thành phòng thủ 2-3 khu vực nửa sân, và có những thời điểm họ phòng thủ 1-2-2 nguyên sân. Thì đó chính là cái điểm mà giúp cho họ giữ được thế trận và dẫn 6 điểm sau khi kết thúc hiệp thi đấu thứ hai. Còn ở đội Nha Trang Dolphins thì sau khi nóng tay sớm vào đầu trận đấu, và sau đó họ tiếp tục ghi điểm nhờ vào cái sự cơ động của Dominic Thum ở dưới bản rổ. Tuy nhiên họ bắt đầu gặp vấn đề khi Dominic Thum gặp foul trouble. Sau khi anh ta dính lỗi lần thứ 3 thì anh ta phải ra ngoài sân, và thời điểm đó là thời điểm không ai theo kèm được Yevgeny Samyuk của City Wings. Và đội City Wings đã nhờ cái lợi thế đó, họ đã thi đấu chiếm ưu thế hoàn toàn khu vực dưới bản rổ. Và đó là lý do tại sao họ đã đang có 6 điểm dẫn trước sau hai hiệp thi đấu đầu tiên. Anh có cảm thấy bất ngờ với sự lột xác của nhân tố ngoại binh ở bên phía Hồ Chí Minh City Wings hay không? Thực sự là... đúng không ạ? Anh ta đã ghi được 19 điểm. Thực sự là Yevgeny Samyuk là một trong những cầu thủ tôi rất là yêu thích, bởi vì anh ta đến từ châu Âu và anh ta thi đấu rất là hiệu quả, bóng rổ thực dụng. Và những khi mà anh ta còn thi đấu cho Đà Nẵng Dragon thì cái IQ bóng rổ của anh ta rất là cao. Tuy nhiên cái trận thi đấu trước với Cần Thơ Catfish thì anh ta bị nguội tay và có thể là một số vấn đề về tâm lý gì đó. Tuy nhiên hôm nay anh ta đã thay đổi hoàn toàn và trở thành cái tay ghi điểm chủ lực. Như một trong những cái khi đầu tiên đã nói của City Wings là Yevgeny Samyuk cùng với Vincent Nguyễn cần ghi điểm nhiều hơn để chia sẻ với Jeremy Smith trong mặt trận tấn công. Thì rõ ràng hôm nay cả hai cầu thủ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ với 19 điểm của Yevgeny Samyuk, và hôm nay Vincent Nguyễn cũng đã có 9 điểm cho bản thân mình. Phần còn lại của trận đấu anh dự đoán như thế nào? Với cái thế trận như thế này, và tôi hy vọng rằng hôm nay trên sân nhà tôi nghiêng về City Wings, bởi vì họ đang thi đấu rất là tập trung, và cũng như là với cái lợi thế sân nhà hôm nay, tôi mong muốn là theo bản thân tôi muốn là tôi nghĩ là City Wings sẽ có thể giành được thắng lợi sau khi trận đấu kết thúc với khoảng cách từ 3 tới 4 điểm. Vậy thì có cách nào cho Nha Trang Dolphins họ có thể níu kéo lại được một chiến thắng ngay trên sân Hồ Xuân Hương? Thực sự là vấn đề của Nha Trang Dolphins hiện nay nằm ở foul trouble của Dominic Thum. Liệu anh ta sẽ thi đấu như thế nào sau khi hai hiệp cuối cùng anh ta chỉ còn được phạm tối đa là hai lỗi nữa mà thôi. Và anh ta luôn luôn là một cầu thủ phòng thủ rất là nhiệt tình, và khi phòng thủ nhiệt, đôi khi quá nhiệt thì trọng tài sẽ nhận định là lỗi. Thì đó là một cái điều mà Nha Trang Dolphins cần phải làm sao để mà giữ được lỗi của Dominic Thum. Đồng thời là các tay ném của Nha Trang Dolphins cần phải hiệu quả hơn, bởi vì trong hai hiệp thi đấu đầu tiên thì khả năng ném ba của họ hiện nay chỉ có 28.6% với 6 trên 21 quả 3 điểm, thì không phải giống như những cái chỉ số thông thường của họ. Còn City Wings thì ngược lại, hôm nay họ ném rất tốt với 4 trên 9 quả 3 điểm. Thì đó là những cái việc mà Nha Trang Dolphins cần làm: giữ lỗi của Dominic Thum và các tay ném còn lại, và đồng thời Gibbs hiện nay anh ta hơi gọi là mờ nhạt trong hai hiệp thi đấu đầu tiên với chỉ 6 điểm. Thì Gibbs có thể là một trong những nhân tố quyết định Nha Trang Dolphins có quay trở lại trong hai hiệp sau hay không. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ đón sự quay lại của nhạc trưởng Madarius Gibbs, đồng thời thử xem Hồ Chí Minh City Wings họ có giữ lại được chiến thắng với sân Hồ Xuân Hương hay không.
hai đội đang ở hai thái cực khác nhau nhưng trận đấu vẫn vô cùng hấp dẫn. Hãy ở lại với chúng tôi đến những phút cuối cùng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp đấu thứ ba tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Trận đấu giữa đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings và đội khách Nha Trang Dolphins. Sau hai hiệp đấu thì cao thủ đội chủ nhà đã dẫn trước với khoảng cách 6 điểm sau hiệp hai rất thăng hoa của FGM Sai Nhúc và những khó khăn đến với Dolphins trong bối cảnh mà Thâm gặp foul trouble. Họ xuống thành công và có điểm cho Gibbs. Dolphins cần nhiều hơn những màn tỏa sáng của Gibbs. Và rồi mới chỉ điểm số thứ 8 của anh mà thôi. Trong ngày trở lại sau một trận đấu bị treo giò và xử lý cổ tay rất dẻo của Madarius Gibbs. Mất bóng rồi, một cướp bóng phũ phàng của Dominic Thâm. Vẫn là Thâm đột vào, chưa có điểm nhưng có tình huống tiếp ứng kịp thời của Robert Sampson. 4 điểm đầu tiên của hiệp 3 thuộc về Nha Trang Dolphins. Có Dominic Thâm trên sân sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Được về Sang Nhúc, là Sang Nhúc được chuyền ra Jeremy Smith. Chắc chắn Sang Nhúc khó có thể bùng nổ như hiệp 2 khi mà đã có một mũi thâm trở lại. Vẫn là Sang Nhúc được chuyền hay, thả floater không chính xác. Có thể là City Wings sẽ cần tới Jeremy Smith nhiều hơn. Vậy Samson chưa dứt điểm mà của Samson bóng chưa đi vào rổ. Cánh cột phản công cho Chiến binh City Wings. Smith đội bóng cho Vincent Nguyễn, cầu thủ cũng đã có 9 điểm từ đầu trận. Không tốt của Smith để tội cho Nha Trang Dolphins. Tình huống vừa rồi đã có lỗi phòng ngự của cầu thủ chủ nhà. Pha bóng mà có vẻ như Bùi Anh Khoa đã chủ động tránh va chạm, nhưng mà Darius Gibbs thì quá tinh quái và khôn ngoan. Nha Trang Dolphins đang có mạch ghi điểm sau khi Thâm trở lại sân. Họ đang bắt kịp điểm số với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings 48-48. 6 điểm dẫn trước của Hồ Chí Minh City Wings sau hiệp 2 đã bị Nha Trang Dolphins chửi bỏ rất nhanh. Và Madarius Gibbs cũng đang bắt đầu mở máy nhiều hơn. Trong hai hiệp đầu chúng ta thường sẽ thấy Gibbs chơi để chia bài, và hai hiệp sau là anh bùng nổ hơn. Đánh ngay số xuất sắc của Jeffrey Sanchez. Đức Thâm mặc bà lỗi cá nhân rồi. Gibbs
Điểm số tiếp theo cho Gibbs. Phải khắc tỏa sáng cần thiết với một cầu thủ có đẳng cấp như Gibbs. Điều chuyển nhanh, phá bơ, không có lỗi, nhưng vẫn có cơ thứ hai và tình huống bóc cổ thành công của Bùi Anh Khoa. Trận đấu cực hay, hứa hẹn chúng ta sẽ lại chứng kiến một màn rượt đuổi từ đầu chí cuối. Hai đội đang đua điểm ở trong hiệp đấu thứ ba, tình huống ăn miếng trả miếng. Gibbs đối đầu với Vincent Nguyễn, đó là Gibbs. Một bước Samson đột phá vào trong. Hai điểm tiếp theo cho Samson. Cả Samson và Gibbs đều đang chơi hay ở trong hiệp đấu thứ ba. Trong hai hiệp đấu đầu tiên thì City Wing có tới 32 điểm ở trong khu vực phên, gấp đôi so với Dolphins. Và có vẻ như Dolphins vẫn chưa thể kiểm soát tốt ở vị trí phòng ngự bảng rổ của mình. Tiếp tục để cho City Wing đột phá và dứt điểm tận rổ thành công. Đường chuyền nhanh, Vinh Quang không ném. Trả bóng lại cho Gibbs. Và Darius Gibbs che chắn rất khôn ngoan. Đây là Dominic Thâm chưa được. Huy Hoàn đợi sẵn ở ngoài góc 45 độ, wide open, không có 3 điểm. Nhưng có rebound vào từ Samson, di chuyển rất nhanh. Vì vậy trọng tài xác định là bóng đã ở ngoài sân, rất đáng tiếc cho Vincent. Không chỉ là điểm số mà tốc độ cũng như cường độ chơi của cả hai bên trong ngày hôm nay thực sự rất ấn tượng. Trận đấu cực kỳ sôi nổi. Với cầu thủ Nha Trang Dolphins, điều quan trọng Thâm cần phải giữ được lỗi. Như Thâm mắc phải lỗi cá nhân thứ tư, mọi thứ sẽ rất khó khăn cho Dolphins. Cho dù hiện tại họ đang thi đấu tốt hơn ở trong hiệp đấu thứ ba. Đường ra của Robert Samson, Gibbs, Thâm có 3 điểm hay không? Bóng chưa đi vào rổ. Đấu mà hiện không biết được từ xa của Dolphins cũng chưa được ấn tượng sau những tình huống chuẩn xác ở đầu trận. Điều chuyển tốt của Sa Nhúc, chưa có điểm cho Vincent Nguyễn, cơ phản công cho Dolphins. Để thẩm án nữ ở cận rổ thì không dễ cho Vincent. Robert Samson ra tay nhanh của Robert Samson, chưa được rồi. Có được bao từ Trung Trần, nhưng Trung Trần đã bị cướp bóng. Tuy nhiên trọng tài xác định là phát bóng luân phiên, đó không phải cú steal của Thẩm. Phèn hú vía cho Hồ Chí Minh City Wings. Đúng như anh Hồng Quân đã nói, với Thâm là phải giữ lỗi. Chỉ một lỗi của Thâm thôi thì có thể khu vực phền của Dolphins sẽ lại tanh bành. Mít Ghen Sa Nhúc, Jeremy Smith quyết định đột phá vào trong. Pháo dứt điểm của Smith, bóng đi vào rổ. Hai điểm tiếp theo, điểm số tiếp theo dành cho Smith. Một ngày mà Jeremy Smith không cần phải lên tiếng quá nhiều hai hiệp đầu tiên khi mà các đồng đội của anh làm quá tốt. Pha bắt chạm đã một tìm với Gibbs và đã thành công từ một cướp bóng, nhưng đáng tiếc là vừa rồi Vũ Đoàn Minh Phương lại dẫm vạch. Bắt chạm cao rất hay của City Wing rồi. Phút đầu tiên của hiệp 3 thì vẫn đang ở phía trước chúng ta, chưa thể nói trước được một điều gì cả. Gibbs đã mang được bóng lên sân Minh Tâm. Huỳnh Vĩnh Quang ở góc không độ, 3 điểm từ Huỳnh Vĩnh Quang, lại tie game. Quả 3 điểm thứ 3 từ đầu trận của Huỳnh Vĩnh Quang, 50%. Quang đã trở lại sau trận đấu gần nhất không ghi điểm cho Dolphins. Sa Nhúc chưa đoán ý của cầu thủ chủ nhà, không hiểu ý nhau. Vừa rồi thì Vũ Đoàn Minh Phương đã chạy cắt vào đáy chai, còn Sa Nhúc thì tung ra một đường truyền ở góc không độ để đồng đội ném open và mất kết nối rất đáng tiếc của City Wings. Dù đang thi đấu tốt nhưng để có thể đánh bại Nha Trang Dolphins cũng không dễ dàng cho Hồ Chí Minh City Wings. Cần phải biết chắc chịu những cơ hội mà mình có được. Darius Gibbs đối đầu với Jeremy Smith. Đã có được 7 điểm ở trong hiệp đấu thứ 3 rồi. Thêm một pha dứt điểm của Gibbs, bóng đi vào rổ. Điểm số thứ 10 của Gibbs có được ở trong hiệp đấu thứ 3. Thứ đang thay đổi khá nhanh nhưng mà Gibbs đang thi đấu vào form. Và sau khi bước sang hiệp 3 thì Gibbs đã bắt đầu lắp bàn phím vào rồi.
Jeremy Smith. Nhưng cũng cần Smith làm điều tương tự. Jeffrey Sanyuk đường chuyền ra, Vision vẫn chuyển bóng hay. Cơ hội cho Vũ Đoàn Minh Thường chưa được. Rebound từ Sanyuk. Trọng tài xác định là có lỗi của Madarius Gibbs. Tình huống mà cả Sanyuk và Smith đều đi vào. Memphis đang dẫn trước với khoảng cách 3 điểm trước đội chủ nhà. Mà đã có lỗi của Gibbs trong pha tranh chấp với Sanyuk. Jeremy Smith. Smith gặp khó cần đồng đội. Tình huống bắt bóng không tốt. Và đây là cơ hội cho Nha Trang Dolphins. Mà đã nhấc Gibbs đường chuyền cho Phúc Minh. Một pha loạng choạng và mất bóng rồi. Tốc độ trận đấu quá cao và không tránh khỏi tình huống turnover. Là đội quyết định gọi hội ý. Đồng thầm vẫn chưa ghi điểm trong đầu thứ ba, nhưng rõ ràng sự trở lại sân của anh đã tạo ra một sự khác biệt về mặt thế trận với đội. Đèn Sanyuk đã không còn thoải mái có những tình huống tỏa sáng ở khu vực dưới rổ như trong hiệp đấu thứ hai. Vậy chưa ghi điểm nhưng thầm đã khiến cho Sanyuk không thể tung hoành như hiệp hai nữa. Trong hai hiệp đấu đầu tiên thì Hồ Chí Minh City Wings đã có được tới 28 rebound, trong khi Nha Trang Dolphins chỉ có 17 rebound. Rõ ràng là với Thâm thì khu vực tên của Nha Trang Dolphins sẽ ổn hơn rất nhiều. Một nữa nhắc lại là City Wings cũng đang trên đường đi tìm chiến thắng đầu tiên của mình trên sân nhà. Tổ ấm của mình với Dolphins, họ đang trong trận đấu thứ 5 trong chuỗi 6 trận liên tiếp trên sân khách. 4 trận đấu sân khách trước đó với 2 chiến thắng và 2 trận thua không phải một kết quả tệ với Nha Trang Dolphins. Thì họ sẽ hướng tới thêm một chiến thắng để có thể cạnh tranh cho vị trí thứ hai cùng với thủ Buffalo. Đội bóng đang có được phong độ quá tuyệt vời ở thời điểm hiện tại. Hồ Chí Minh City Wings nếu như có được thêm một chiến thắng thì cũng sẽ đẩy cao thủ Cần Thơ Catfish xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Họ cũng sẽ có thêm những cơ hội để hướng tới một tấm vé dự playoffs. Mặc dù mọi thứ vẫn còn rất khó khăn. Vincent Nguyễn. Hôm nay thì Vincent đã có 9 điểm với đáng chú ý là 6 turnover. Hơi nhiều chút. Có yểm trợ cho Jeremy Smith. Vẫn là Smith kiến tạo hay. Và dọn gỗ tuyệt vời. Và đương nhiên là phải có điểm cho Chicken City Wings. Điểm vừa rồi được ghi từ Duy Anh Khoa. Vinh Thâm là góc không độ, phản điểm chưa chuẩn xác. Cảnh đó phản điểm của Sơn Minh Tâm. Đúng như vậy, một phản công cho Chimney City Wings. Tình huống phòng ngự tốt của Thâm. Này là được Gibbs. Vẫn là Gibbs. Vẫn còn cơ hội cho cầu thủ Dolphins. Thâm. Hai điểm rất dễ dàng của Đôn Thâm. Trước mặt anh chỉ là Vincent mà thôi. Và rõ ràng Đôn Thâm đủ nhạy bén để biết rằng thời tới. Jeremy Smith trước mặt là Gibbs. Gibbs đổ sang phải, vẫn là Smith. Quá hay. Tình huống mà Jeremy Smith đã đánh bại cả Daniel Gibbs cũng như là Robert Sampson. Nhưng cho ngón tay trái của anh dường như vẫn đang gặp vấn đề. Và tranh cướp rebound. Người thắng vẫn là Thâm. Thâm quá khỏe. Gibbs có thể ném. Không có 3 điểm, chỉ có rebound cho cho cao thủ Wings. Với dẫn điểm đã liên tục thay đổi ở những diễn biến gần đây. Smith có điểm và N1 cho Jeremy Smith. Tình huống tỏa sáng liên tiếp đến từ vị trí của cầu thủ số 18 bên phía chủ nhà. Điểm số đã được tính cho Smith. Trong một pha va chạm trước đó thì dường như là Jeremy Smith đã bị gãy mũi chì. Nhưng dù cho với cái tay trái đã bị đau thì anh vẫn gặt tới 4 điểm và bây giờ là cơ hội cho điểm thứ 5. Đúng vậy, con út của Jeremy Smith đang bị đau. Chúng ta cũng đã quá quen với những màn tỏa sáng cá nhân đến từ Smith. Và đây là một trận đấu mà Sanyuk cũng thi đấu hay. Thì mình hoàn toàn có cơ hội để giữ đến một chiến thắng. Ở thế dẫn điểm đang thuộc về phía Hồ Chí Minh City Wings. Còn hơn 3 phút cho hiệp đấu thứ 3. Và thực sự chúng ta phải thấy Jeremy Smith đáng nể ghi 5 điểm rồi mới rời sân để các nhân viên y tế
chăm sóc cái ngón tay của mình. Ở trong những phút không có Smith thì City Wing sẽ phải cố gắng rất nhiều, và cũng sẽ là cơ hội cho Dolphins. Và là điểm tiếp được chuyển cho Samson. Samson đột phá, xoay người đẹp mắt, nhưng dứt điểm thì không. Cái phòng ngự tốt của Jeffrey Sanjuk. Vincent cầm bóng lên, vẫn là Vincent Nguyễn. Thiếu chút nữa bị steal. Cần một đường chuyền, cần sự giúp đỡ. Bóng vẫn dành cho City Wing. Sẽ còn 11 giây ở tấn công của Hồ Chí Minh. Thì mà thằng vẫn còn ở trên sân thì rất khó cho Sanjuk. Sanjuk chỉ có được 2 điểm từ đầu hiệp đấu thứ 3 mà thôi. Mọi thứ hoàn toàn khác so với kỳ thầm ở ngoài. Sanjuk chuyển bóng công thành công và phản công cho Dolphins. Sẽ có điểm cho thầm. Chắc chắn là như vậy. 2 điểm tiếp theo cho thầm. Điểm số thứ 19 trong trận của ngôi sao bên phía Dolphins. Đã chỉ phân vân là vừa rồi thầm sẽ úp rổ hay là tiết kiệm thể lực mà thôi. Còn điểm là chắc chắn. Vincent, Jeremy Smith vẫn đang ở ngoài và lúc này đang ở thế tie game rồi. Có lỗi của Sơn Minh Tâm. Sơn Minh Tâm đã phạm lỗi với Lê Trần Đăng Huỳnh. Như vậy là đã đủ lỗi đồng đội của cầu thủ Kachanovic. Không, đây mới là lỗi đồng đội thứ tư. Chúng ta đang có một chút trái chiều giữa thông báo của announcer ở trên sân với quyết định của trọng tài. Jeremy Smith. Smith làm gì đây? Smith đã trở lại. Ngả người lấy 2 điểm. Không được rồi. Áp lực tốt từ thâm. Smith vừa rồi. Là lượt Gibbs. Đồng chuyện tốt. Sanjuk có sự can thiệp quả bóng vừa rồi. Sanjuk vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi điểm của mình với 21 điểm và bên cạnh lấy 3 foul rebound. Khoảng thời gian không dễ cho Sanjuk và mình đặt thêm những bàn tỏa sáng đến từ Smith. Robert Samson bóng cho Gibbs. Còn 1 phút 42 giây cho hiệp đấu thứ 3. Bóng đang thuộc về kiểm soát của Dolphins. Tình huống đột phá vào trong của Vĩnh Quang. Có điểm cho thủ Nha Trang Dolphins. Điểm số vừa rồi được ghi bởi Hoàng Phúc. Cả floater rất quen thuộc của cầu thủ này. Điểm đăng ký danh hiệu tân binh xuất sắc nhất năm. Điểm cả Thái Quang của thằng Long Warriors. Trang Nhúc, Jeremy Smith. Smith đã tận dụng được lợi thế ở việc Thâm không dám thủ quá rát. Thâm thủ rất dè chừng ở hiệp này. Đây dù sao mỗi cầu thủ ba Thâm cần phải giữ lỗi. Có thể là sang hiệp 4 thì Thâm sẽ bắt đầu có những pha phản ứng quyết liệt hơn. Tình huống va chạm giữa Robert Samson và Anh Khoa. Anh Khoa đã mắc phải 3 lỗi cá nhân từ đầu trận. Bên phía đội chủ nhà cho tới hiện tại thì Vincent Nguyễn đã mắc phải 7 turnover. Như vậy là vừa rồi là lỗi thứ 4 rồi. Foul trouble. Mọi thứ cũng không dễ cho Wings trong bối cảnh mà họ không gặp được những thuận lợi. Họ cũng đang gặp phải những khó khăn về mặt nhân sự với những trường hợp chấn thương. Ở những game đấu gần đây thì Phạm Hiền Tài, cầu thủ thi đấu khá hay từ đầu mùa trong áo của Wings, không thể ra sân sau khi gặp chấn thương lật cổ chân. Cuối cùng của hiệp 3, Hoàng Phúc, Gip, Gip lên rổ không thành công, Sang Nhúc thủ hay. Nhân viên Sang Nhúc dẫn bóng lên, vẫn là Sang Nhúc. Sang Nhúc quyết định tự làm tự ăn, không cần đường chuyền nào cả. Ở hôm nay Sang Nhúc chơi rất mạnh dạn và quyết tâm, quyết đoán ở mặt trận tấn công. 23 điểm, số điểm lớn nhất của Sanjuk kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Hồ Chí Minh City Wings. Rồi dành cho cao thủ Nha Trang Dolphins. Hoàng Phúc quyết định đột phá vào trong. Có cơ hội, chưa dứt điểm. Và đi ra ngoài đứng biên. Còn 5 giây nữa tấn công của Nha Trang Dolphins. Gibbs là người inbound.
Trọng tài đã thổ lỗi với cầu thủ của City Wing. Đó là lỗi của số 3 Vũ Đoàn Minh Phương. Quyền cũng mắc phải mà lỗi cá nhân. Gibbs 19 giây. Và cái điểm chuyền chuẩn xác của Ruth Samson vẫn còn cơ hội cho Dolphins. Cúp xử lý rất hay. Chưa có điểm cho các thủ đội khách và phản công của chúng mình City Wings. Thành Tùng. Đây là cơ hội khoảng trống. Rất bình tĩnh, fake shot và không có 3 điểm nhưng có rebound của Smith, không kịp. Không kịp cho second chance. Dù sao thì Hồ Chí Minh City Wings vẫn đang có ưu thế dẫn điểm, có thể khoảng cách chỉ là 2 điểm mà thôi. Bước vào hiệp đấu cuối cùng. Chắc chắn là hiệp 4 sẽ cực hay. Sau trận thua liên tiếp, 3 trận thua liên tiếp kể từ sau trận thắng trước cao thủ Catfish, thì hy vọng về thêm một chiến thắng đang trở lại với Hồ Chí Minh City Wings. Chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp đấu sẽ phán quyết thành bại cho màn thi hùng đã cực kỳ hấp dẫn này. Hồ Chí Minh City Wings 67 và Trà Vinh 65. Trong tay của Hà Đàm Liên Kiếp. Kiếp quả trống cho Huy Hoàn. Hiện tại là Thâm. Thâm và Sang Dũng chưa được, vẫn có đi vào của Sam Sơn. Đối với Sam Sơn, 2 điểm cho Nha Trang Liên Kiếp. Và một lần nữa trận đấu trở về thế tie game. Trận đấu vào ngày 2 tháng 6 thì Wings có chiến thắng với tỷ số 77-72. Điểm quá lớn. Một điểm chưa chuẩn xác và cơ hội được phản công cho Nha Trang Dolphins. Gibbs đang cầm bóng đối đầu với Vinh Sinh Nguyễn thì đã mắc phải 7 turnover từ đầu trận. Đó là Gibbs. Phát rất nhanh. Chuyển ra Huy Hoàn. Huy Hoàn không đẹp. 8 giây, Hà Đại Lương Kiếp, Nguyễn Phạm Lý Sơn, hay trở hay, nhưng không có điểm. Điểm 4-3 thuộc về ai, thuộc về Sam Sơn. Và lỗi của Hồ Chí Minh City Wings, đó sẽ là những cú ném phạt cho Robert Sam Sơn. Lần này thì Sam Sơn ném phạt 2 lần, trận cả 2. Hỗn chiến ở dưới rổ. Đó là lỗi của Jeremy Smith, đánh tay. Robert Samson đã có cho mình 11 điểm từ đầu trận. Đó chưa phải một con số quá ấn tượng với từ Samson. Không thành công trong cả 3 cơ hội từ đầu trận. Còn thứ tư cũng không thành công. Đấy không được thành công của Samson. Những quả phạt từ đầu trận đều hỏng hẳn. Sa
Lạng Sơn là vậy. Một cầu thủ có dáng đẹp pha, dáng đẹp trung bình rất đẹp. Ném phạt thì lại là một vấn nạn của anh. Và điểm ghi cho Minh Trần. Và chắc chắn là đội Lạng Sơn sẽ có lý do để tiếc nuối những quả phạt hỏng ăn của mình. Điểm số không được chắt chiu. Thì lại có 3 điểm. Được chuyền cho Thâm. Ở phía trong là rất nhiều cơ hội cho Thâm. Tình huống mà Sắc Nhúc bị kéo ra cánh. Và rõ ràng là Lê Trần Đăng Huỳnh hay chắc là Minh Phương hay cả Jeremy Smith chịu rất nhiều thiệt thòi khi đeo kèm với đội Thâm ở phần trổ. Cú ném 3 thành công. Và Darius Gibbs đã lên tiếng. Lại hòa điểm rồi. Trở lại với cao thủ Chiến binh City Wing. Sweet đưa bóng cho Evgen Sanyuk. Jason Nguyễn. Rồi Mace Sweet. Ở góc không độ Trần Văn Trung. Trần Trung đã có được 6 điểm từ đầu trận. Điểm cho Sanyuk. Còn 5 giây cho đợt tấn công của đội chủ nhà. Không thành công. Phản công nhanh cho Dolphins. Darius Gibbs có điểm cho Robert Samson. Một pha đánh đổ rất mạnh mẽ đến từ Samson. Pha đánh đổ quá đẹp trong tình huống phản công xuất sắc. Của chúng anh City Wing gọi hội ý. Chỉ còn một mình Vincent và thậm chí đây là tình huống mà may mắn là Vincent đã không chạm vào Samson. Vẫn thò tay ra thì thiếu chút nữa là end one. Thì Hồ Chí Minh City Wings trong mùa giải này cũng đã có rất nhiều trận đấu hay, nhưng vấn đề là họ lại thắng hơi ít. Và ngày hôm nay nếu như City Wings tiếp tục cùng gã trước Dolphins thì trận đấu bùng nổ của San Lúc hay mà trình diễn đầy ý chí của Smith cũng sẽ để lại tiếc nuối mà thôi. Quan trọng là họ cần phải có được một chiến thắng. Đúng vậy. Chiến thắng để thắp lại hy vọng về việc hướng tới tấm vé dự playoff. Còn với Dolphins, họ cũng đang rất khát thắng. Trận đấu tiếp theo của Nha Trang Dolphins sẽ là trận gặp Thăng Long Warriors. Trận đấu khép lại chuỗi 6 trận sân khách của họ. Và Thăng Long Warriors và Dolphins sẽ là màn đối đầu ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của cuộc đua tới vị trí thứ 3. Được kiểm soát của các cầu thủ chủ nhà. Trần Văn Trung chuyền dứt điểm và chuyển bóng cho Vincent Nguyễn. Và Vincent Nguyễn còn 8 giây cho đợt tấn công của Wings. Xa nhiễu. Vincent Nguyễn phù hợp rất hay. Chưa có điểm. Một cú block đến từ vị trí của Robert Samson. Block cú phạt của Robert Samson. Thì không làm gì. Lại là Robert Samson. Và tiếp tục là điểm thứ 2. Sau pha khai thác được đánh đổ gọn gàng của Samson. Thầm đã không mắc phải thêm những lỗi cá nhân trong hiệp đấu thứ 3. Và trận đấu cuối thì mọi thứ sẽ phức tạp hơn dành cho Wings. Có cái điểm cắt giả Trần Văn Trung. Có điểm theo cho Trung Trần. Trần đang có một trận đấu hay. Màn bám đuôi tỷ số giữa đội ở trong hiệp đấu thứ 4. Lần gần nhất mà cầu thủ Wings có được một trận thắng, một trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ. Có dứt điểm của Robert Samson, bóng chưa đi vào rổ. Cho Chiến City Wing, Smith, đưa bóng cho Evgen Sanyuk. Có rất nhiều khoảng trống cho Vincent Nguyễn vào 3 điểm tiếp theo. 6 điểm liên tiếp của cầu thủ Wings, để có thể có dứt điểm từ xa. Đây là điều mà City Wing đã thiếu trong rất nhiều trận đấu trước đó mùa giải năm nay. Đó là những kép phụ của họ phải lên tiếng. Jeremy Smith thì không phải bàn rồi, nhưng anh cần những sự chia lửa như thế này. Cú ném sọt rổ của Vincent Nguyễn là sự báo hiệu cho việc Dolphin hiểu rằng phải tham ao thôi. Đối thủ đang hưng phấn, đang hot hand. Đội Lục Thịnh ngay lập tức phải hội ý. Có quá nhiều highlight đẹp mắt của cả hai bên. Và đôi công thực sự mãn nhãn.
Samson ở cả hai đầu sân. Nếu như có đồng chiến thắng thì mọi thứ sẽ thực sự thuận lợi hơn cho Hồ Chí Minh City Wings. Ở những trận đấu tiếp theo thì họ tiếp tục được chơi sân nhà để tiếp đón Dragons vào ngày 16 tháng 8 và trận đấu với Warriors vào ngày 13 tháng 8. Sau chiến thắng, tinh thần thi đấu được cải thiện, thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Darius Gibbs khoảng cách 2 điểm và vẫn còn đến gần 6 phút rưỡi. Để dứt điểm cho Huy Hoàn, không thành công và thêm một đi vào cho Sanyuk. Bóng trở lại tay của cầu thủ Dolphins. 2 điểm dễ dàng cho Thâm. Và mất rebound khá tai hại của Hồ Chí Minh City Wings lại tie game. Và không thể nhớ nổi đây là lần hòa điểm thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay. Bạn tuyệt đuổi điên rồ này. Vincent đẹp ghen sang Nhúc. Sang Nhúc làm gì đây? Đối chuyền ra, phát bóng không tốt của anh Khoa. 5 giây, thời gian không còn nhiều. Trần Văn Trung phải tự đánh thôi, gặp khó rồi. 3 giây, 2 giây. Vincent không kịp rồi. Khi phải đối diện với tình huống bóng khó thì đội tuyển của City Wings vẫn khá rối. Và cơ hội vượt lên đang trong tay của Nha Trang Dolphins với cầm bóng là Madarius Gibbs. Và chuẩn bị bước vào 5 phút rưỡi cuối cùng của trận đấu này. 76 đều có hiểm trợ với Samson, vẫn là Gibbs. Thêm cả Thông cũng tiến ra. Madarius Gibbs liên tục là những tình thế sinh rất hay, cú ném không thành công. Tôi phải không, tôi đã đổi Wayne Jeremy Smith. Và đột phá của Smith được ra cho Vincent Nguyễn. Và cái điểm từ trung bình của Vincent Nguyễn không chuẩn xác. Thêm một cơ hội cho Vincent. Tình huống đã có lỗi phòng ngự của Nha Trang Dolphins. Cơ hội ghi điểm tiếp theo dành cho Hồ Chí Minh City Wings. Chiến thắng gần nhất của Hồ Chí Minh City Wings đánh bại cao thủ Cần Thơ Catfish sau hiệp phụ với tỷ số 86-81. Hay chúng ta hoàn toàn cũng có thể sẽ phải chứng kiến một trận đấu được giải quyết bằng hiệp phụ với những gì mà hai đội đang thể hiện. Thầm đã có trao đổi khá gay gắt với Huỳnh Vĩnh Quang, không hài lòng với tình huống phòng ngự trước đó của số 84. Vincent ném phạt gọn gàng. Số 13 cầu thủ ném phạt ổn định nhất VBA. Và điểm số 94 vẫn đang rất hiệu quả. Ném phạt của mình được hưởng. Có cách 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Hòa Phúc. Không thành công đến từ vị trí của Hoàng Phúc. Hoàng Phúc mới có 2 điểm từ đầu trận. Hoàng Phúc khi mà ghi trở lại cơ hội thi đấu của Hoàng Phúc, số phút thi đấu của anh sẽ giảm sút. Đột phá vào trong của Gibbs và có 2 điểm cho Gibbs. Cầu thủ đã có những cố gắng để ngăn cản đến từ vị trí của Evgen Sanyuk. Tỷ số lại cân bằng 78-78. Đến lượt cầu thủ City Wings tấn công. Evgen Sanyuk chuyền cho Vincent. Anh Khoa. Jeremy Smith cú ném trung bình không, đó là đường chuyền luân chuyển bóng tuyệt hay. Nhưng quan trọng là cú ném. Và 3 điểm được ghi cho Hồ Chí Minh City Wings. Tình huống quá bất ngờ và khiến cho ngay đến chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ với pha xử lý của Smith. Nhưng quan trọng hiệu quả. Lê Trần Đăng Huỳnh là người đã kết thúc pha phối hợp tuyệt vời vừa rồi. Nhưng Dominic Thâm dậy rất khỏe. Tài xác định là đã có lỗi từ trước khi Thâm dứt điểm. Báo luyện của Wings cho rằng cầu thủ bên phía Dolphins đã phạm luật chạy bước. Đã có ưu thế từ trước 3 điểm cho đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Quá căng thẳng. Nha Trang Dolphins còn 14 giây là tấn công. Đúng như Thầm. Thầm và Sang Nhúc. Thầm đột vào và kích ra. Hoàng Phúc. Cú ném quá lạnh lùng của cầu thủ năm nay 20 tuổi. Giữa thời khắc nước sôi lửa bỏng thì chàng tân binh vẫn có cái đầu lạnh. Đây là cơ hội dành cho đội chủ nhà Jeremy Smith. Vincent. Evgen Sanyuk bóng trở lại với Vincent. Thứ ba của Vincent, bóng đi vào rổ. Điểm quá hay đúng từ vị trí của Vincent Nguyễn. Điểm số thứ 7 của anh trong đầu trận.
liên tục là những cú ném vàng cực kỳ quan trọng của Hồ Chí Minh City Wings. 4 điểm dẫn trước cho anh hai đại bàng. Họ chưa thể an tâm trước Dolphins và chưa thể an tâm trước Grandmaster như Madarius Gibbs. Chúng mình thầm đột phá, không có điểm cho Thầm, mất bóng rồi. Đội Mỹ Thầm đang nằm sân, cái trận đấu vẫn tiếp tục thì chúng mình không có lý do để nhân nhượng. Họ đang hơn người, Thầm đã trở lại rồi, khoảng trống mở ra. 3 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wings. Họ ném không biết trượt. Lê Trần Đăng Huỳnh, Đăng Huỳnh đã có được 2 quả 3 điểm tính riêng hiệp đấu thứ 4. Pha dứt điểm từ xa đang trở thành sự khác biệt giữa hai đội. Đó vào thời khắc rất quan trọng. Lê Trần Đăng Huỳnh và Vincent thả tổng cộng 4 quả 3 liên tục. Nha Trang Dolphins cháy rổ. Và thậm chí liên tục là những cú ném sọt rổ của Đăng Huỳnh và Vincent Nguyễn. Tiếp đất rất nguy hiểm của Dominic Thầm. Rất may là không có vấn đề với cái khuỷu tay của anh. Này có 21 điểm, 4 rebound. Trận đấu không tồi chút nào của Thâm cũng như tập thể Nha Trang Dolphins. Nhưng hôm nay thì Dolphins đang vấp phải một Hồ Chí Minh City Wings chiến đấu đúng với tinh thần mà Vincent Nguyễn đã tuyên bố. Họ sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Những cầu thủ khác trong đội hình của mình cũng đang thi đấu rất hay. Chỉ là bằng 9 điểm rồi. Ném của Huy Hoàn, Emo, Dominic Thâm cố gắng cứu bóng, nỗ lực tuyệt vời của Thâm. Nhưng liệu các đồng đội có tận dụng hay không? 8 giây và đã liên kết quay người, những tiến vào trong. Phải xác định đã có lỗi của Hồ Chí Minh City Wings. Là lỗi của Vincent Nguyễn. Dominic Thâm, Thâm phi lưu chưa qua được Sang Nhúc. Sang Nhúc thủ rất hay nhưng Dominic Thâm bóng lại thuộc về City Wings rồi. 7 điểm dẫn trước khi chỉ còn khoảng 2 phút rưỡi. Điểm đang về phía đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Vincent Nguyễn lấy 7 điểm cho Vincent Nguyễn rồi. Là Vincent Nguyễn. Nguyễn đang có một ngày thi đấu hot hand. Cho cao thủ chủ nhà chuyển cho Ben Sang Hyuk cho Smith. Đó là Smith quyết định đột phá vào trong và bóng đi ra ngoài, rất tiếc cho Smith. Thiếu mất vài milimét mà thôi. Nhưng Dolphins vẫn còn hy vọng. Điểm trợ Gibbs thoát đi, vẫn là Gibbs. Để chuyển ra cho Thâm. Thâm đột phá. Thâm lại gặp khó trước Sang Hyuk. Sang Hyuk thủ quá hay. Lại là cơ hội cho City Wings khẳng định lợi thế. Jeremy Smith. Sang Hyuk kích ra, Vincent đã có lỗi của Sơn Minh Tâm. Như thế trong hiệp đấu cuối cùng đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Khoảng cách 7 điểm như hiện tại và tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Eric Olsen vẫn đang được thể hiện rất tốt ở trong hiệp đấu cuối cùng. Sau 2 tuần kể từ chiến thắng trước các cầu thủ Cần Thơ Catfish, Hồ Chí Minh City Wings đang có cơ hội để có được một chiến thắng tiếp theo. Jeremy Smith đối đầu với Gibbs. Đó là Smith xoay người dứt điểm chưa chuẩn xác của Smith và cơ hội phản công cho Dolphins. Gibbs, tốc độ của Gibbs đó mà đã có lỗi của Trần Văn Trung. Jeremy Smith vừa rồi đã cố đánh khó. Trong tình thế toàn đội cùng hưng phấn như thế này thì có lẽ Smith tin tưởng và xe bóng cho đồng đội nhiều hơn. Trần hiện nay với một kiểu đồ mới chỉ mắc có 3 lỗi cá nhân mà thôi.
Một con số ít so với số lỗi trung bình của anh mỗi trận 4.0. Hai trận đấu gần nhất đều bị foul out. Chúng ta chuẩn xác đến từ vị trí của Gibbs. Thêm một điểm và thêm hy vọng cho Dolphins. Vẫn còn đến 1 phút 40 giây cho hiệp đấu cuối cùng. Chúng ta chưa thể gạch bỏ cơ chiến thắng cho cao thủ đội khách. Thêm chuẩn xác là tình huống thứ hai. Nhưng đã có lỗi phòng ngự của Chí Minh City Wings. Loose ball foul và đến lượt của Robert Samson sẽ bước lên vạch ném phạt. Chúng ta hãy chờ xem Robert Samson có cải thiện được hiệu suất ném phạt 0 trên 4 của mình trong ngày hôm nay hay không. 0 trên 5 rồi. Trận trước thì City Wing thua bởi những cú ném phạt hỏng ăn của Sang Húc. Còn ngày hôm nay thì Samson đang cosplay Sang Húc trong trận đấu với Catfit. Thì sao thì Thâm cũng đã sửa sai cho người đồng đội của mình với 2 điểm tiếp theo cho Dolphins. Cách chỉ cần 4 điểm mà thôi. Vincent Nguyễn đang cầm bóng. Bóng tay của Smith. Chân. Jeremy Smith ép ghen Sang Húc. Những lượt chuyển bóng của đội chủ nhà. Sang Húc đưa bóng vào trong rất hay. Những trận cắt và có điểm cho Chí Minh City Wings. Chính là cả Nguyễn đã có 19 điểm rồi. Và give and go tuyệt vời giữa Vincent Nguyễn và Jeremy Sang Húc. Trận đấu với cao thủ Dolphins là những trận đấu hay nhất trong mùa giải của Vincent Nguyễn. Và chiến thắng mở màn trong mùa giải của Wings thì Vincent Nguyễn đã ghi đến 22 điểm. Và giờ đây thì anh đã có cho mình 20 điểm rồi. Before play, Vincent Nguyễn luôn là cầu thủ cực kỳ uy tín trên vạch ném phạt. Suất ném phạt của anh từ đầu mùa là hơn 90%. 7 điểm cách biệt lại được thiết lập cho Hồ Chí Minh City Wings. Đáng quên với Robert Samson. Một phạt 0 trên 6 ở trận đấu gần nhất của Wings. Thì Evgen Sang Húc chỉ số 6 trên 16 là một con số rất đáng thất vọng rồi. Về đối thủ của Sang Húc, Robert Samson thì thậm chí còn tệ hơn. Rõ ràng là những cú ném phạt là một sự khác biệt không nhỏ trong trận đấu giằng co căng thẳng như thế này. Nếu như cao thủ Wings có chiến thắng thì rất có thể Sang Húc sẽ nhận danh hiệu MVP. 23 điểm và 18 pha rebound, 6 pha kiến tạo bên cạnh hai steal. Chỉ số rất ấn tượng đến từ Sang Húc. Ngày hôm nay một trong những người cũng tạo ra khác biệt rất lớn là Vincent Nguyễn. Vincent đang trong một mùa giải khó khăn. Chính anh cũng nói rằng là mùa giải tệ nhất với cá nhân anh từ khi gia nhập VBA. Hôm nay thì chúng ta đang được chứng kiến hình ảnh phiên bản tốt nhất của Vincent. Phiên bản mà Hồ Chí Minh City Wings sẽ mong chờ và rất cần được anh tái hiện trận này qua trận khác. Sang Húc thì chuẩn bị có thể hy vọng vào một trận đấu 20-20. Vinh Quang sẽ bước lên vạch ném phạt. Không còn nhiều thời gian cho đội khách nhà Trang Dolphins. Ngày hôm nay thì Dolphins ném phạt với hiệu suất cả đội là 10 trên 21 ở dưới 50%. Chính xác của Vĩnh Quang. Tiếp tục chuẩn xác. Vĩnh Quang đã làm tốt để giữ những hy vọng cho nhà Trang Dolphins. Thời gian không còn nhiều. Vincent Nguyễn, Trần Văn Trung đưa bóng cho Evgen Sang Húc. Jeremy Smith. Còn 11 giây trận đợt tấn công của Hồ Chí Minh City Wings. Để ghi điểm của tình huống này thì gần như City Wings thắng chắc. Khoảng trống ở góc không độ. Cú ném 3 không thành công. Bóng văng ra và đây là cơ hội cho Dolphins. Madarius Gibbs. Gibbs lấy 2 điểm và có 2 điểm cho Madarius Gibbs. One possession game. Chỉ còn 3 điểm nữa mà thôi. Thôi Hồ Chí Minh Wings cần phải bảo vệ được ưu thế của mình. Jeremy Smith. Sẽ cố gắng thiêu đốt thời gian đã. Chậm lại. Rất căng thẳng. Đối đầu với Gibbs.
bóng mà Smith cũng đã chơi hay. Đó là Smith dứt điểm, bóng không đi vào rổ và cơ hội phản công dành cho cao thủ Nha Trang Dolphins. Gibbs để bóng cho Thâm, có cơ hội để bắt kịp đối thủ. Còn thêm một pha dứt điểm chuẩn xác từ xa. Cần một quả ném ba. Sẽ là Madarion Gibbs hay ai đây? Dominic Thâm sao? Robert Samson. Bóng trúng chân của Jeremy Smith. Dễ hiểu. Còn 5 giây cho Dolphins của cầu thủ Dolphins. Robert Samson, một cầu thủ bóng ba khá uy tín bên phía đội khách. Ném phạt thì tệ, chứ ném ba thì vẫn rất hay. Bây giờ thì Dolphins sẽ có một tình huống giao bóng khi trận đấu còn lại 5 giây. Các trọng tài sẽ review pha bóng này. Liệu Dolphins có còn cơ hội để mà tấn công hay không? Chúng ta cần một góc quay cụ thể hơn. Rất nhanh. Đúng là bóng đã trúng vào chân của Smith. Thêm một quả 3 điểm cho Nha Trang Dolphins. Và rất có thể trận đấu sẽ phải giải quyết bằng nghiệp vụ. Họ cần có được sự chuẩn xác trong tình huống kiểm soát bóng kế tiếp của mình. Nha Trang Dolphins cũng từng có một chiến thắng nghẹt thở trước Catfish ở trên sân khách. Có khá nhiều lựa chọn ở tập 3. Samson, Gibbs, Sơn Minh Tâm, rồi cả Huỳnh Vĩnh Quang là những người đang có mặt trên sân và có thể sẽ thực hiện cú ném để giữ lại hy vọng cho Dolphins. Còn với Hồ Chí Minh City Wings, 5 giây nữa họ cần thủ được để thắng trận này. Đường truyền cho Vĩnh Quang, bóng cho Madarion Gibbs. Gibbs vào trung chân, Gibbs ném ba, banh sút không được rồi và chiến thắng cho Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu quả cảm, quá cảm xúc của chúng mình. City Wings có những điều rất khó lý giải. Cái trận đấu thì cao thủ Wings đang đứng ở vị trí áp chót, còn Nha Trang Dolphins có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên trong cả hai lần đọ sức trong mùa giải thì phần thắng đều thuộc về phía Hồ Chí Minh City Wings. Trận đấu sẽ thắp lại hy vọng dự playoffs của đội chủ nhà. Trận đấu kế tiếp họ sẽ đối đầu với Dragons cũng tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Hy vọng đã trở lại với thầy trò huấn luyện viên Eric Olsen. Và đây thực sự là một chiến thắng rất xứng đáng với tinh thần chiến đấu quật cường của Hồ Chí Minh City Wings trong thế chân tường. Còn với Dolphins, lúc này thì họ và Thăng Long Warriors đang cùng có thành tích là thắng 7 và thua 5. Đồng nghĩa trận đấu giữa hai đội vào thứ 7 tới đây sẽ cực gay và ảnh hưởng rất lớn tới cục diện trên bảng xếp hạng. Chúc mừng cao thủ Hồ Chí Minh City Wings với một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Và người mà chúng ta phải nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là vị trí của Evgen Sanyuk. Cầu thủ đã thi đấu tuyệt hay với 23 điểm và 19 pha rebound, 6 kiến tạo. Trận đấu hay nhất của Sanyuk kể từ khi anh chuyển đến chơi cho Hồ Chí Minh City Wings. Mùa giải vẫn còn một quỹ trận đủ để cho City Wings hy vọng vào việc lách qua khe cửa hẹp. Tất nhiên là rất khó, nhưng khó thì họ mới tìm cách. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi một giây lát thôi trước khi đến với phần phỏng vấn MVP và bình luận sau trận đấu.
với những ai đã bỏ lỡ trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins trong khuôn khổ VBA 2023 được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup, chắc hẳn sẽ rất tiếc nuối bởi đây là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính đến những phút cuối cùng. Chiến thắng đã dành cho đội chủ sân Hồ Xuân Hương với tỷ số chung cuộc là 90-87. MVP của trận đấu rất bất ngờ, đó là số 10 của Hồ Chí Minh City Wings, Yevhen Sakyek. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những phân tích chuyên sâu cùng với anh Lê Trần Minh Nghĩa, một người mà từ đầu giải đến giờ chưa có một lần nào dự đoán sai cả. Vâng, anh Nghĩa, anh có cảm xúc như thế nào với trận đấu ngày hôm nay? Thật sự là trận đấu hôm nay rất là hay, rất là hấp dẫn từ đầu đến cuối. Các huấn luyện viên cũng đã có những thay đổi chiến thuật, điều chỉnh chiến thuật phù hợp để mà thi đấu. Và các cầu thủ trên sân thì thi đấu rất là quyết liệt ngay từ đầu đến cuối trận đấu. Và hôm nay thì City Wings đã rất là xứng đáng để có một cái trận thắng trên sân nhà. Bởi vì họ đã làm được tất cả những điều mà ngay từ đầu trận đấu chúng ta đã nói, cái key của trận đấu thì họ đã làm được. Đó là việc Vincent Nguyễn cũng như là Yevhen Sakyek, và đặc biệt là Yevhen Sakyek hôm nay anh ta là MVP, đã chia sẻ được cái gánh nặng ghi điểm cho Jeremy Smith. Với 20 điểm của Vincent Nguyễn, 23 điểm của Sakyek và 20 điểm của Jeremy Smith. Trong một ngày mà ba bộ ba ngoại binh và Việt Kiều của City Wings đều nóng tay, thì rõ ràng chiến thắng cho họ là rất xứng đáng. Bên cạnh đó thì các nội binh hôm nay của City Wings cũng làm tốt hơn nhiều các nội binh của Nha Trang Dolphins ngược với những trận đấu khác. Hôm nay các nội binh của City Wings họ đã ném 3 điểm với xác suất rất là cao, được 55,6%. Đến từ các cầu thủ Trần Văn Trung và Lê Trần Đăng Huỳnh, đều với lần lượt các hiệu suất của họ là 66.7% ném 3 và 42.9% ném 3. Và đồng thời Vincent Nguyễn cũng đóng góp rất là nhiều quả 3 điểm, 3 trên 5 quả 3 điểm trong ngày hôm nay. Thì một chiến thắng rất là xứng đáng cho City Wings. Có thể nói là bên cạnh MVP của Hồ Chí Minh City Wings thì chúng ta cũng phải nhắc đến Vincent Nguyễn, khi mà anh đã trở lại đúng vai trò của mình và đúng với cách mà Vincent vẫn thường tỏa sáng ở trên sân, đúng không anh Nghĩa? Thật sự là hôm nay Vincent Nguyễn đã vừa làm được nhiệm vụ điều phối trận đấu, nhưng thật sự nó đến từ cái sự bắt nguồn đến từ sự thi đấu quá thành công của Yevhen Sakyek. Vì anh ta thi đấu rất là thành công để khiến các cầu thủ phòng ngự của Nha Trang Dolphins phải co cụm vào, thì mở ra khoảng trống rất nhiều cho Vincent Nguyễn. Và khi Vincent Nguyễn là một trong những cầu thủ có khả năng cắt đường sút rất là tốt, và khi có quá nhiều khoảng trống như vậy thì rõ ràng là cơ hội cho Vincent Nguyễn có được những quả ném hiệu quả. Vậy thì so sánh Vincent Nguyễn đã là một người có thể chia lửa cho các thành viên của Hồ Chí Minh City Wings, thì dường như bên phía đội khách Nha Trang Dolphins ngày hôm nay, sự trở lại của nhạc trưởng Madarius Gibbs lại không được như kỳ vọng. Thật sự là Madarius Gibbs cũng vẫn giữ được cái hiệu suất ghi điểm của anh ta giống như những trận trước, đó là 24 điểm. Tuy nhiên về cái khả năng mà truyền năng lượng cho các đồng đội, thì nếu hôm nay các bạn có mặt trên sân thì rõ ràng là cái nhiệt của Madarius Gibbs so với những trận đấu trước truyền năng lượng cho các cầu thủ nội binh thì không còn. Chính vì vậy các cầu thủ nội binh của Nha Trang Dolphins hôm nay thi đấu rất nguội tay, với họ chỉ có 25% hiệu suất ném 3 điểm. Họ chỉ thành công 9 trên 36 quả 3 điểm so với 10 trên 18 quả 3 điểm của City Wings. Thì rõ ràng là cái sự mất nhiệt của Madarius Gibbs là cái người cầm trịch cho Nha Trang Dolphins đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của các cầu thủ nội binh. Anh Nghĩa có nghĩ rằng là việc trở lại của những đội bóng như Cần Thơ Catfish hay là Hồ Chí Minh City Wings như ngày hôm nay sẽ khiến cho cuộc đua vào top 4 cũng như là cơ hội giành những tấm vé cuối cùng vào playoff sẽ trở nên căng thẳng hơn không? Trên lý thuyết thì thật sự là cả City Wings lẫn Cần Thơ Catfish họ vẫn còn có khả năng để mà đeo bám vào cái cuộc đua vào playoff. Tuy nhiên cũng rất là khó khăn, bởi vì họ phải thắng 5 đến 6 trận liên tiếp, họ cần phải thắng từ 5 đến 6 trận nữa đối với cả City Wings lẫn Cần Thơ Catfish. Tuy nhiên quả bóng thì rất là tròn, như chúng ta đã thấy ngày hôm nay, một đội đang đứng thứ 3 bảng thi đấu với một đội đứng gần cuối bảng. Tuy nhiên kết quả thì City Wings đã tạo nên bất ngờ trong ngày hôm nay với sự trỗi dậy của ngoại binh cũng như các nội binh. Hôm nay của City Wings đã thi đấu rất là cống hiến và có hiệu suất rất là cao.
Và có thể thấy rằng là bất chấp việc Hồ Chí Minh City Wings họ đang đứng gần chót bảng, nhưng mà họ đã mang lại một cái bầu không khí rất tuyệt vời và khiến cho các cổ động viên tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương rất hạnh phúc, đúng không anh Nghĩa? Và đó chính là ý nghĩa của thể thao, đúng không ạ? Đúng, thật sự là vậy. Cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Và quý vị và các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng với VBA 2023. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trên các nền tảng của VTV Cup. Xin chào và hẹn gặp lại.